Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 601 đã tin thương mai. Sọng điệu của Tần Châu mềm xuống, phương thuốc, giao ra đây, bản tướng sẽ suy nghĩ. Thương mai, phương thuốc ta có thể cho ngươi, ta không định dùng phương thuốc làm vật uy hiếp người khác, nhưng trong phương thuốc có một vị thuốc, bắc mạc không có, hoặc nói là rất ít, phải nhập khẩu từ bên phía đại lương hoặc đại chu. Tiến cử, thương mai từ trong tay áo rút ra phương thuốc, đưa cho nàng ta, thứ ngươi cầm trên tay chính là tính mạng của người mắc bệnh dịch hạch, hy vọng ngươi, cho dù không thể giúp chúng ta, cũng có thể công khai phương thuốc này, sau đó tiến cử dược liệu, hơn nữa là phải làm ngay, không được trì hoãn, ta đã gửi thư cho an nhiên lão vương ra, hy vọng người có thể ứng trước một lô chìa khóa vàng, hiệu quả chữa trị đến lúc đó ngươi sẽ nhìn thấy. Tần Châu không nhờ cô sảng khoái giao phương thuốc ra như thế, nàng ta có chút không tin, bắt đầu từ lúc thương mai nói ra đã có phương thuốc, nàng ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý muốn đấu trí đấu mưu với hạ thương mai cũng bắt buộc phải lấy được phương thuốc nàng ta nhận lấy trong lòng vô cùng phức tạp ta đi đây phương thuốc này cũng có thể chữa khỏi cho tổ phụ của ngươi thương mai chắp tay xoay người đi ra đến cửa thương mai lại đột nhiên đứng thẳng người khẽ quay đầu nhìn tần châu trong mắt có quang mang thâm sâu tần châu ngươi là người của phái chủ chiến còn qua lại mật thiết với tào hậu biết ta tại sao còn muốn đến tìm ngươi không thậm chí không tiếc đem chuyện mà lão thất làm bây giờ nói cho ngươi không. Tần Châu bột miệng nói, tại sao? Đây cũng là nghi vấn của nàng ta, theo lý mà nói, Hạ Thương Mai không nên ngu xuẩn đến tìm nàng ta như thế, nàng ta là người của phái chủ chiến. Thương Mai khẽ nói, bởi vì ta tin người khác với Tào Hậu và Hoàng đế, trong lòng ngươi có bách tính. Nói xong, Thương Mai sâu sắc liếc nhìn nàng ta, xoay người đi. Tần Châu lần này không có đuổi theo, mà ngồi xuống, trong tay cầm phương thuốc, nhớ lại lời của thương mai Thương mai về đến núi lang Vĩ, Linh lợi đón ở giữa núi Phương phi, như thế nào? Linh lợi hỏi Audio điện tử võ tấn bền Thương mai khẽ lắc đầu, người theo dõi sát sao phủ đại tướng quân Nếu như Tần Châu không có ý tương trợ, giết nàng ta Người giả làm nàng ta tạm thay trước đại tướng quân Nói xong, tháo sợi dây xẹo xuống cho nàng ta được, Linh Lợi nhận lấy sợi dây sẹo. Giết Tần Châu, không dễ dàng, người của bọn họ không nhiều, Phủ tướng quân lại thủ vệ sâm nghiêm, Tần Châu càng là võ công cao cường, Linh Lợi không phải là đối thủ của nàng ta, bắt buộc phải lấy sợi dây sẹo xuất chiến. Linh Lợi đổi ngựa xuống núi, thương mai đi bộ trở về. Phủ Tần đại tướng quân. Vào lúc sẩm tối, thị vệ A Cảnh về phủ, thần sắc rất ngưng trọng. Hắn ta đi thẳng vào trong viện của Tần Châu lùi tới tấm bình phong, nói: Đại tướng quân, như lời nhiếp chính vương phi nói, Tào Tập chỉ là sắp xếp cho bách tính đi vào, không có đưa lương thực và thuốc thang. Ngược lại, bày bố phòng thủ ở xung quanh An Thành, thiết lập tuyến phong tỏa, không cho phép bất cứ đi vào, cũng không cho phép ai đi ra. đã hỏi Tào Tập chưa? Ánh mắt của Tần Châu trở lạnh. Hỏi rồi, Thuộc hạ đã nói vài câu với Tào đại nhân. Tào đại nhân dáng vẻ rất kiêu căng ngạo mạn, không quá để tâm đến Thuộc hạ chỉ là khi thuộc hạ nói muốn vào tìm một người, Tào Đại Nhân không cho phép thuộc hạ đi vào, hơn nữa, còn bảo thuộc hạ sau này đừng đến nữa, đuổi thuộc hạ đi, sau khi nghe thấy Tào Đại Nhân phân phó nói đã sắp xếp ổn thỏa rồi thì ngày mai muốn đến một trại, hơn nữa còn gọi người chuẩn bị 30 thùng dầu hỏa. Dầu hỏa, Tần Châu tức giận không thôi, hắn là muốn đốt thôn sao? Nhìn kiểu này chắc phải, hơn nữa, thuộc hạ nhìn thấy nạn dân sắp xếp ở An Thành, đã có chút nghi ngờ rồi, trước đó khi hỏi tào tập bị tào tập lệnh người kéo đi thuộc hạ khi nhìn thấy thủ hạ của tào tập trở lại trên kiếm có máu giỏi cho một tào tập tần châu vỗ bàn đứng dậy trong nghi tâm lộ rõ sự tức giận đại tướng quân đấy sợ không phải là chủ ý của tào tập cho dù cho tào tập một trăm lá gan hắn cũng không dám làm như thế nhìn dáng vẻ kiêu căng ngang ngược của hắn sợ là phụng chỉ rồi a à cảnh lo lắng nói tình hình bên phía khí thành như nào rồi bản tướng luôn lệnh ngươi để ý bên đó, người của Tam Thúc Công có tốt không? Nhất phòng của tần Tam gia có một nửa bị nhiễm bệnh, không đi lại được, người của khí thành có quá nửa đều bắt đầu đổ về kinh thành. Tin chắc ngày mai sẽ tới, chỉ là vào kinh sợ cũng chỉ sắp xếp ở An Thành. Trong lòng Tần Châu vừa rất lo lắng vừa rất tức giận, nàng ta siết chặt tay xoay mấy vòng, suy nghĩ. Đại tướng quân, những bách tính này, sợ là chết chắc rồi. A Cảnh nhìn Tần Châu, trong mắt có chút không nhẫn tâm. Tần Châu nhớ lại những cảnh thấy ở dọc đường lúc hồi kinh, ánh mắt khát vọng muốn sống của những bách tính đó, đúng như lời Hạ Thương Mai nói, nàng ta không thể thờ ơ không quản, nàng ta với tư cách là đại tướng quân của Bắc Mạc, lại có thể thờ ơ mặc kệ được sao? Đúng rồi, bảo ngươi tra chuyện quân bên cánh phải bị đột kích, điều tra như nào rồi? A Cảnh đè thấp giọng nói, vừa rồi đã nhận được tin tức Tần chân tướng quân đã xử lý gọn số người của quân bên cánh phải, phát hiện chỉ chết ba người, nhưng ba người đó không phải bị quân đại chu làm bị thương, mà là chết một cách không rõ ràng, quân bên cánh phải căn bản chưa từng gặp đột kích. Chỗ này sửa một chút lỗi sai, trước đó nói người ở trong quân là tần báo, là lỗi đánh máy, người ở trong quân là tần chân đích trưởng tôn của chỉ hai tần gia, cũng là đường đệ của tần châu, còn tần báo là đệ đệ ruột của tần châu. Bản tướng mắc câu rồi. Đáy lòng của Tần Châu lạnh toát, sự lạnh lẽo khó tả, hoàng thượng biết nàng ta sẽ không dễ dàng xuất kích, cho nên cố ý tạo ra hiện tượng giả quân bên cánh phải hữu quân bị đánh lén dụ nàng ta xuất chiến. Tướng quân của quân bên cánh phải à đệ đệ ruột của Lương Phi nương nương, là tâm phúc của hoàng thượng. Chắc chắn là hoàng thượng lệnh hắn làm như này, nếu không hoàng thượng không có nhanh như vậy biết được tin tức, càng sẽ không nhanh chóng như vậy liền ra ý chỉ tiến công. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng người đây là muốn ép tần châu sao nàng ta cắn răng thần sắc biến ảo vài độ trong lòng có một quyết định nhưng thật lâu không thể nói ra bởi vì nàng ta biết đây là một con đường một đi không trở lại một khi lựa chọn rồi nàng ta không thể quay đầu nàng ta đứng dậy nói đi đến núi lang vĩ một chuyến đại tướng quân là muốn đi tìm nhiếp chính vương phi sao a à cảnh hỏi phải trước khi đưa ra quyết định này bản tướng còn phải gặp hạ thương mai một chút, bản tướng muốn chắc chắn một vài chuyện. Tần Châu là một người rất cẩn trọng, nàng ta đối với bách tính đối với bắc mạc là có một cỗ nhiệt huyết, nhưng đây không đủ để nàng ta đối đầu ngay với hoàng đế. Nàng ta chỉ là mất đi lòng tin với hoàng đế, mất đi lòng trung thành, nhưng điều này không đại biểu nàng ta muốn đấu dứt khoát với hoàng đế. Bởi vì, gia tộc của nàng ta, còn đè trên vai của nàng ta, có hơi sơ suất, nàng ta chính là loạn thần tặc tử, cả gia tộc đều gặp nạn. Cha được tung tích của Mộ Dung Khanh chưa? Tần Châu đột nhiên nghĩ tới Mộ Dung Khanh. Cha được rồi, lòng lão tướng quân đã cử hành một cuộc tỷ võ chiêu thân, tìm tướng công thay cháu gái của hắn, nghe đồn Mộ Dung Khanh đã đi tỷ võ rồi, hơn nữa đã đoạt giải. Tần Châu cười lạnh, bản tướng thật sự không thể xem thường Mộ Dung Khanh này, nếu phái chủ hòa trên dưới một lần, chắc chắn cần phải Long lão tướng quân xuất mã. Chúng ta cần phải làm chút gì đó không? A Cảnh hỏi, Tần Châu nghĩ tới gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đó của Hạ Thương Mai, đột nhiên mỉm cười cần, đương nhiên cần, có qua có lại mới toại lòng nhau mà, chẳng lẽ lại để khách của Đại Chu cảm thấy Bắc Mạc chúng ta không hiểu lễ nghĩa. Chương 602, giết không tha. A Cảnh xứng ra, muốn tặng quà. Tặng quà gì? Tần Chu nhếch môi cười, tặng hai mỹ nữ cho hắn, nói là bản tướng tặng cho hắn, nếu hắn không cần, chính là không có bằng lòng hợp tác với bản tướng bản tướng ngược lại muốn xem thử, tình cảm giữa phu thê bọn họ có thể trải qua được khảo nghiệm không, hạ thương mai đó liệu có thản nhiên như những gì nàng ta nói không. A cảnh nhìn Tần Châu hai lần, cảm thấy ngạc nhiên, đại tướng quân trước đây sẽ không làm chuyện như này, những vở kịch này, trước kia theo nàng ta thấy chính là hô nháo. Hôm sau, Tần Châu bèn dẫn người đến núi Lang Vĩ. Hoàng cung Bắc Mạc, ngự thư phòng, Hoàng thượng. Hôm qua Hạ Thương Mai đã tới phủ đại tướng quân, hơn nữa còn nói chuyện riêng rất lâu với đại tướng quân, sau khi nói xong, đại tướng quân hôm nay liền ra khỏi thành rồi. Một nam tử mặc trang phục hạ nhân quỳ ở trước mặt hoàng đế và Tào hậu, bẩm báo. Tào hậu nhíu mày, nàng ta đã nói gì với Hạ Thương Mai? Biết không, các nàng là đóng cửa nói chuyện, hơn nữa các nô tài đều không được vào, cho nên không biết các nàng nói cái gì, chỉ là sau khi Hạ Thương Mai rời khỏi, cảnh thị vệ trở về, bẩm báo chuyện của An Thành với nàng ta, đại tướng quân nghe rồi liền đi ra khỏi thành rồi. Ra khỏi thành, hoàng thượng nheo mắt, phất tay cho hạ nhân ra ngoài, sau đó nói, Tần Châu à Tần Châu, ngươi đừng khiến chấm thất vọng. Tào hậu nhớ tới lời phản nghịch của nàng ta trước đó, nói, hoàng thượng, Tần Châu con người này chúng ta sợ là không khống chế được rồi. Trước đó chấm bảo nàng tìm lão thái phu nhân của tần ra nói chuyện, nàng không tìm sao. Hoàng thượng hỏi, tìm rồi, nhưng thái lão phu nhân nói bà ta tuổi đã cao có điều hỏi chuyện của con cháu còn nói tần châu trưởng thành rồi có suy nghĩ của chính nàng ta hoàng đế cười lạnh một tiếng xem ra người của tần gia này là muốn phản rồi hiện nay tần lão tướng quân có thể giúp lại bệnh rồi trấn quốc vương gia cũng bệnh rồi thật sự khiến người ta đau đầu mà tào hậu nói hoàng đế nhắm mắt lại ngón tay gõ nhẹ vào thành ghế giống như đang suy nghĩ tào hậu không dám quấy dây biết ông ta chỉ có khi đưa ra quyết định trọng đại mới sẽ như này trong lòng bà ta vụt qua một tia ác độc hy vọng hoàng thượng có thể quyết tuyệt một chút tần gia ngã xuống người của tào gia bà ta mới có thể thượng vị tần gia cũng đã hùng mạnh nhiều năm như vậy rồi là nên tới lượt tào ra rồi hồi lâu hoàng đế đột nhiên mở mắt ra người đâu ngoài cửa vụt vào một người quỳ một chân chắp tay nói hoàng thượng có nô tài người truyền lệnh cho tàu tập đại nhân bảo hắn để việc trên tay xuống trước theo dõi tần châu xem nàng ta đi đâu nếu như phát hiện nàng ta liên lạc riêng với hạ thương mai hoặc mộ dung khanh tay của ông ta hơi nâng lên sau đó từ từ hạ xuống giết không tha giết tướng là đại kỵ trước đại chiến nhất là tần châu là ái tướng của ông ta nhưng làm hoàng đế thì nên sát phạt quả quyết tần châu nếu đã có lòng bất trung thì buộc không thể giữ nhân lúc nàng ta còn chưa có phòng bị nhanh chóng ra tay, nếu không đợi nàng ta chuẩn bị xong, vậy thì không dễ đối phó rồi. Thân sắc của tào hậu đột nhiên thả lỏng, tốt, hoàng thượng chịu hạ quyết tâm này, bà ta chỉ sợ hoàng thượng không nhẫn tâm, không lỡ. Tần châu con người này, tuy nói khiêm tốn không ngang ngược, chỉ là thế lực chung quy bày ở đó, nhất là hiện nay có lòng mưu phản, nàng ta nếu quy tâm về phái chủ hòa, cả bác mạc đều sẽ thay đổi rồi. Hoàng đế đưa ra quyết định này, sau đó bèn không nói gì nữa. Tào hậu an ủi, hoàng thượng, đó cũng là chuyện hết cách rồi, tần ra những năm nay nhận được sủng ái, nàng ta ngày càng lớn mạnh, nếu không kiểm soát được, sẽ uy hiếp đến hoàng quyền. Hoàng đế nhìn bà ta, hoàng hậu, bắc mạc từ khi khai quốc đến nay, địa vị của đại tướng quân, liền trí cao vô thượng, điểm này nàng biết rõ. Trong lòng tào hậu rung lên, có hơi không rõ tâm ý của hoàng thượng, hoàng thượng, chỉ là, cũng phải học quốc gia khác, tập trung thu quyên là kế lâu dài thu quyền sao, bắc mạc nếu phải thu quyền của võ tướng, chính là cá nằm trên thớt, chấm vẫn là cho Tần Châu một cơ hội, nếu nàng ta không phải đi gặp hạ thương mai, vậy thì nàng ta có vị trí gì vẫn là vị trí đó. Tào hậu cười nói, vậy thì đương nhiên, nếu như nàng ta không phải là đi tìm hạ thương mai, cũng không phải là đi mộ dung khanh, vậy nàng ta tự nhiên vẫn là đại tướng quân của Bắc Mạc. Hoàng thượng đứng dậy, nhàn nhạt nói, nàng và Tần Châu trước nay không hợp tác với nhau, hy vọng nàng không phải miệng nói một đừng bụng nghĩ một nẻo chỉ muốn đỡ người của tào gia nàng thượng vị tào hậu nói hoàng thượng suy nghĩ nhiều rồi thần thiếp rất là xem trọng đại tướng quân còn tào gia có một mình thần thiếp làm hậu đã là vinh quang vô thượng rồi là như thế thì tốt nhất hoàng thượng khẽ hừ một tiếng phất tay áo mà đi sự lật mặt đột ngột của hoàng thượng khiến trong lòng tào hậu rất bất an còn tần châu từ trước đến nay bà ta đều cho rằng Tần Châu sẽ thần phục bà ta cả đời, bởi vì nàng ta con người này thật sự quá khiêm tốn rồi, chưa bao giờ được sủng sinh kiêu. Phân phó nàng ta làm cái gì, nàng ta liền làm theo, trước nay không phản kháng. Thật ra, lấy thân phận của nàng ta, căn bản không cần ngoan ngoãn như vậy, có lẽ nếu ngay từ đầu, nàng ta biểu hiện một chút ngạo khí, vậy thì sự không nghe lời của hiện nay rõ ràng không là gì rồi. Những năm nay, bởi vì bà ta tự nhận áp chế được Tần Châu, cho nên hoàng thượng giữ lễ ba phần với bà ta, phàm chuyện gì cũng hỏi thử ý kiện của bà ta. Nhưng hiện nay, Tào Hậu vô cùng sợ hãi, cảm thấy dựa vào người khác trung quy không được, duy trì người của Tào gia thượng vị mới là hậu thuẫn vững chắc của bà ta. Nghĩ đến đây, bà ta gọi tâm phục tới, người truyền ý chỉ của bổn cung, bảo Tào đại nhân. Ánh mắt bông ánh lên tài độc ác, tuy nói Tần Châu có lẽ còn có tác dụng, nhưng nàng ta nên nhường vị trí rồi. Núi Lang Vĩ Linh Lợi về đến núi Lang Vĩ trước Tần Châu trước một bước, nói với Thương Mai, Tần Châu đang trên đường tới. Thương Mai thở vào một hơi, Linh Lợi, Tần Châu thật ra thật sự là một nhân tài, nếu như cuối cùng phải giết nàng ta, ta cũng sẽ rất đáng tiếc. Phải, biết anh hùng, trọng anh hùng, Linh Lợi biết bản lĩnh của Tần Châu. Người đi hóa trang thành bộ dạng của Tần Châu trước, Thương Mai nói, tại sao vậy, bây giờ còn cần phải hóa trang sao, Linh Lợi hỏi thương mai cười nói ít nhất để nàng ta biết chúng ta thật ra không phải không có nàng ta không được con người này của nàng ta đối với hoàng đế không có ngạo khí đối với chúng ta ngược lại rất ngạo khí linh lợi gật đầu tần châu này thật sự là như vậy nói xong linh lợi xoay người đi thương mai dữ liệu không sai tần châu khí thế bừng bừng tới mang theo ngạo khí nàng ta tuy trong lòng đã đồng ý hợp tác nhưng nàng ta cho rằng nàng ta cần phải nắm quyền chủ động chứ không phải là Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai nắm quyền chủ động. Cho nên, đến núi Lang Vĩ, nhìn thấy Thương Mai, nàng ta liền sắp xếp người của nàng ta tiến vào, trực tiếp đoạt quyền của Tô Mộc trước. Tô Mộc ngược lại không để tâm, bởi vì, hắn ta đã mệt quá lâu rồi, có người đến giúp, là tốt nhất. Thương Mai dựa vào thân cây, nhìn Tần Châu ở trong núi Lang Vĩ chỉ huy, khóe miệng khẽ cười. Thôn dân đối với sự xuất hiện của Đại tướng quân rõ ràng rất kinh nghỉ ý vị này chính là bọn họ còn có hy vọng. Sau khi Tần Châu nhận lấy sự bái lạy của bách tính, đi tới trước mặt Thương Mai, ngạo mạn nói, nói chuyện một chút. Thương Mai nhún nhún vai, được. Hai người đi về phía dòng suối, Thương Mai đặt mông ngồi ở trên hòn đá lớn ở bên dòng suối. chương 603, Thương Mai đại thu toàn thắng. Thương Mai từ trong tay áo rút ra túi châm, nhẹ nhàng lau chùi, trước đó ở phủ tần đại tướng quân đã lãng phí một cây châm hạ thương mai tần châu đứng ở trước mặt thương mai tạo thành tư thế nhìn từ trên cao xuống ánh nắng từ trên cành cây dọi xuống gương mặt của thương mai nhu hòa giống như phủ một lớp ánh kim đại tướng quân mời nói thương mai vẫn lay chui châm dáng vẻ rất nhàn nhã tần châu đối với thái độ của cô có hơi sướng ra bản tướng tới ngươi không phải là nên vui mừng sao thương mai ngẩng đầu lộ ra nụ cười ta biết ngươi sẽ tới Tần Châu cười lạnh, người tự tin như vậy. Không phải là tự tin, ta chỉ là tin ngươi. Thương Mai không hề keo kiệt lời khen với Tần Châu, sự việc đến nước nay, tặng nàng ta chiếc mũ cao đội vào, nàng ta đội thoải mái, sự việc đằng sau càng thuận lợi. Tần Châu không tự nhiên quay đầu đi, vậy sao? Còn nhớ lâm đan đại phụ mà ngươi dẫn tới không? Hắn làm sao rồi? Tần Châu ngoảnh đầu nhìn Thương Mai. Người nhà của hắn đều ở trận động đất và dịch bệnh mà mất rồi, thương mai khẽ nói nhưng hắn ở mộc trại và núi lang vĩ này xem bách tính mắc bệnh thành người nhà của hắn mà chữa trị hắn khiến ta cảm động cũng khiến ta biết người bắc mạc và người đại chu thật ra giống nhau một đại phu chân đất mà lại có lòng trắc ẩn này người thân là đại tướng quân của bắc mạc sao lại không có tần châu có hơi xúc động đôi mắt dần phát sáng lại trầm mặc không nói thương mai cũng không lên tiếng khiến cô từ từ đi nghĩ cô cũng biết Tần Châu muốn đưa ra quyết định này, rất khó khăn, điều này khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của nàng ta. Trầm mặc hồi lâu, Tần Châu bỗng ngẩng đầu, đáy mắt có quang mang kiên định, được, bản tướng đáp ứng ngươi, nhưng ngươi và mộ dung khanh cũng phải đáp ứng một điều kiện của bản tướng trước. Ngươi nói, thương mai nói, trước tiên lui quân, nàng ta trung quy hy vọng cho hoàng thượng một cơ hội, chỉ cần đại chu lui quân, nàng ta bèn thuyết phục hoàng thượng lui quân. Nếu như đại chu lui quân, Hoàng thượng không rút, vậy thì nàng ta sẽ không tiếp tục do dự nữa. Thương Mai lắc đầu, người biết không thể nào, đại chu ta không xâm phạm, chỉ là phòng ngự, Bắc Mạc ngươi hiện nay vận chuyển lương thực không dứt đến biên quan, đại chu ta sao có thể lui quân? Vậy không thể thương lượng rồi, đây là điều kiện duy nhất. Tần Châu lạnh lùng nói. Thương Mai nói, người nói một lý do để ta lui quân thử xem. Ngươi lui quân, bản tướng thuyết phục hoàng thượng lui quân. Tần Châu nói ngươi nếu như không thể thuyết phục hoàng đế của các ngươi thì sao hơn nữa thương mai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tần châu dù sao nàng ta trước đây là người của phái chủ chiến hơn nữa nàng ta là một người có dã tâm có mưu đồ loại người này có thể tin tưởng lại không thể tin hoàn toàn bản tướng có lòng tin này ngươi không tin bản tướng sao tần châu hơi ngây ra tần đại tướng quân cho dù ta đồng ý phương gia cũng sẽ không đồng ý tiêu kiêu càng sẽ không đồng ý lui quân lẽ nào không thể phòng ngự sao? Người có thể lui về sau 50 dặm trước. 50 dặm, quân ta liền mất đi quyền chủ động. Thương Mai nhớ trước đó lão thất từng phân tích, tiến vào 30 dặm hoặc lui quân đều mất đi vị trí có lợi. Tần Châu không khỏi lạnh lùng nhìn cô hai lần, xem ra, người cũng không đơn giản, chuyện quân sự người cũng hiểu, vậy thì bản tướng càng không thể hợp tác vô điều kiện với người được, nếu như ngươi không đồng ý, vậy chuyện này dừng đi, xem như bản tướng chưa từng tới thương mai khẽ cười đại tướng quân hôm qua nói ta chưa chắc có thể dễ dàng rời khỏi phủ đại tướng quân nhưng hiện nay ngươi cũng chỉ sợ không thể dễ dàng rời khỏi núi lang vĩ ngươi cho rằng ngươi thật sự có bản lĩnh giết được bản tướng sao cho dù ngươi dựa vào sợi dây đó của ngươi có thể giết được bản tướng nhưng bản tướng nếu chết ở dưới tay của ngươi ngươi biết đại chu có hậu quả gì không tần châu cười khinh khỉnh đáy mắt lộ rõ sát khí thương mai đứng dậy để túi châm vào trong tay áo khẽ khàng vỗ tay. Tần Châu hơi sướng ra, khi đang nghi hoặc không biết cô làm gì, chỉ thấy trong rừng cây có một người đi ra. Nàng ta nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức thay đổi, người đó vậy mà giống y hệt nàng ta, mà quần áo mặc trên người nàng ta, người đó cũng có một bộ. Người đó đi tới, khẽ mỉm cười, đại tướng quân có phải cảm thấy bộ quần áo này rất quen thuộc không? Không sai, là của người. Tần Châu nhớn mày, sau đó hơi nhíu mày, giọng nói này cũng giống y hệt. Thương Mai phất tay, bảo Linh Lợi lui xuống. Linh Lợi thản nhiên mỉm cười, thân sắc đó, vậy mà giống y hệt với thân sắc của Tần Châu. Bản tướng thật sự không thể tin, trong thiên hạ này, vậy mà có cao thủ dịch dung lợi hại như thế. Tần Châu thật sự sửng sốt, dung mạo giống nhau, cái này không khó làm được, nhưng chiều cao, giọng nói, động tác, thân sắc đều cực kỳ giống, nàng ta sao lại làm được. Một người muốn hiểu động tác thần sắc của một người khác như này, bắt buộc phải rất quen thuộc với người này, chẳng lẽ đại chu sớm đã cho người ẩn nấp ở bên cạnh nàng ta? Là ai? Nàng ta vặt kiệt đầu óc mà suy nghĩ, nghĩ không ra là ai? Thương Mai mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, đại tướng quân không cần nghĩ nữa, nàng ta không phải là người ngươi quen. Tần Châu lường cô, ngươi là muốn giết bản tướng, sau đó để nàng ta mạo danh bản tướng đại tướng quân cảm thấy đồ giả này như thế nào nếu diễn thành ngươi liệu có bị người khác nhận ra không thương mai hỏi tần châu không lên tiếng không nói người khác ngay cả bản thân nàng a cũng cảm thấy cực kỳ giống nhau giống như là nhìn một người khác của mình ánh mắt của nàng ta từ từ chuyển sang mặt của thương mai đôi mắt của cô trong trẻo đáy mắt giống như có sự tự đắc nhưng lại không có vẻ kiêu ngạo ngông cuồng nữ tử đứng mực không kiêu không nóng này Bình sinh nàng ta cũng từng gặp một người. Người đó cũng là một người đặc biệt, một công chúa có tâm linh trong sáng, đầu óc cơ trí. Hạ Thương Mai này dường như không kém nàng ta. Thương Mai đúng lúc nói một câu, "Đại tướng quân, xin hỏi kế ổn định và hòa bình lâu dài của Bắc Mạc." Tần Châu nhanh chóng ngẩng đầu, hơi chấn động. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Trong lòng Tần Châu lại không có chút tức giận, dường như tất cả đều hợp logic như vậy, lại có lẽ đây vốn dĩ chính là suy nghĩ trong lòng nàng ta. Ổn định và hòa bình lâu dài, như nào có thể ổn định và hòa bình lâu dài chứ? Hoàng thượng tại vị một ngày, liền không thể ổn định và hòa bình lâu dài, thứ chờ đợi bách tính bắc mạc, sẽ là chiến loạn, chiến loạn, chiến loạn. Hợp tác vui vẻ, thương mai chỉ có thể khẽ điểm một chút, lại tuyệt đối không thể nói quá nhiều, có vài lời, dừng lại đúng lúc có thể khiến Tần Châu tự suy nghĩ, nhưng nếu như nói đến cùng, Tần Châu liền sẽ cho rằng cô có tâm tư khác. Bắc Mạc đã loạn rồi, cho dù Tần Châu lần này không loạn, ít nhất cũng khiến phái chủ chiến chịu đả kích, như thế tin chắc trong 10 năm, Bắc Mạc đều rất khó dẫn binh đi xâm phạm Đại Chu. Thương Mai xoay người mà đi, để lại Tần Châu đứng ở bên dòng suối. Tần Châu nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt thâm sâu. Có chút ý niệm, một khi đã trông xuồng, liền sẽ nhanh chóng bén dễ. Tần Châu đứng trước gió, Quần áo bay bay, nàng ta đưa tay buộc tóc lại, ánh nắng chiếu vào đáy mắt của nàng ta, dường như dung nhập vào chiến trường hào hùng, những đao quang kiếm ảnh đó, từng cái vụt qua trong đầu nàng ta. Trong lòng sinh ra nộ khí gào trời hét đất, bắc mạc ta, tại sao cứ phải đánh trận chứ? Nam nhi của bắc mạc ta, tại sao cứ phải ra ngựa bọc thây trở về chứ? Nữ nhân của bắc mạc ta, tại sao tháng năm đằng đẵng đều chỉ có thể ở cửa đợi người chồng trở về chứ? chương 604, có mình là đại vương người bị nhiễm bệnh đã trải qua sự buôn ba bệnh tình cũng nặng thêm nhưng thuốc thang thiếu hụt nữ nhân khéo léo như thương mai cũng khó làm nên trò trống điều may mắn là trong ngọn núi lớn này có không ít thảo dược cộng thêm linh lợi nói đã liên lạc với lão vương gia thì ra lão vương gia đã về đại lương khi thấy thương mai nói cần chìa khóa vàng thì ông ta đã đi rồi trở về đại lương thu mua số lượng lớn dược liệu cùng lúc này loan loan cũng gửi tin cho lão thái quân bảo bà ta ở đại chu vận chuyển thảo dược tới chỉ là, cái này đều cần thời gian, bệnh nhân nhiễm bệnh bắt buộc phải vượt qua một ải này trước, mới có khả năng đợi được dược liệu cứu mạng. Thương Mai tiếp tục nghiên cứu phương thuốc, phương thuốc này có mười mấy vị thuốc, hỗ trợ lẫn nhau, bổ trợ cho nhau, thật sự khiến Thương Mai kinh ngạc, người thuốc này, thật sự quá bản lĩnh, cũng quá dũng cảm rồi. Bệnh dịch hạch chữa trị ở trong hiện đại, cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch giai đoạn cuối, phải dùng lượng lớn chất kháng sinh. Sau khi chữa khỏi, đối với khí quản trong cơ thể đều có sự tổn hại không cùng mức độ, điều này khiến bệnh dịch hạch trở thành bệnh dịch đáng sợ. Sự hợp tác của Tần Châu đối với bệnh nhân ở núi Lang Vĩ cũng là có lợi. Bởi vì Tần Châu tổng cộng đã dẫn hơn 30 người tới, những nhân thủ này toàn bộ được thương mai điều động đi xuống núi vào kinh thu mua dược liệu. Nhưng bởi vì dịch bệnh bùng phát giai đoạn đầu, triều đình đã gửi dược liệu tới khu gặp nạn, vì thế thuốc trong kinh cũng không đầy đủ. Điều này khiến Thương Mai chỉ có thể ở trong núi hái thuốc, tuy chủng loại không nhiều, nhưng thuốc có thể thay thế cũng không ít, cô hy vọng có thể cầm cự qua khoảng thời gian này. Buổi tối lại truyền tới một tin tốt, đó chính là Long lão tướng quân đã bằng lòng phối hợp với lão thất, hơn nữa sẽ chủ động liên lạc với người của phái chủ hòa trong kinh. Khi Thương Mai nói tin tức này cho Tần Châu, Tần Châu cũng không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói một câu, thật sự hắn làm được rồi. Thế lực của phái chủ hòa không nhỏ, nhưng bởi vì phân tán, không có tập trung, khác với phái chủ chiến, ba cỗ thế lực của phái chủ chiến đều là thế lực cường đại, Trần Quốc Vương gia, Tần Châu, Tào Hậu, ba người này là phải chủ chiến thật sự, lấy sự cường thế áp chế phái chủ hòa, nếu phái chủ hòa có nhiều thêm vài người giống như Kỳ Vương, tình hình sớm đã khác rồi. Kỳ Vương gia những năm nay cũng rất cố gắng, chỉ đáng tiếc, sức hiệu triệu của hắn ta có hạn, đương nhiên điều này có liên quan với tính cách của hắn ta, hắn ta làm việc tương đối ôn hòa, không quả quyết, cho nên mọi người đều không quá tin tưởng hắn ta. Nhưng bây giờ điều tương đối khẩn cấp chính là những nạn dân mà tào tập sắp xếp ở An Thành. Hiện nay có thể ở trong kinh động binh hơn nữa có thể đối kháng với tào tập, duy chỉ có một mình Tần Châu. Tối đó, Thương Mai và Tần Châu, đám người nhu giao, linh lợi và tô mộc cùng thương nghị. Bởi vì, nạn dân ở An Thành, lương thực và thuốc thang đều bắt buộc phải cung cấp đưa vào, nếu không, một ngày chết một lô, không đến mấy ngày, người đều chết hết rồi. Chỉ là tàu tập hạ lệnh, bất cứ ai cũng không được phép đi vào, cho nên muốn đưa lương thực và thuốc thang vào cũng không thể đưa vào được, hơn nữa cũng không có lương thực và thuốc. Trước đó người ở cổng thành cản nạn dân đều là người của bản tướng, chỉ là sau đó sau khi sắp xếp ở An thành, tàu tập đã dùng lính tuần tra và cấm quân trong kinh, điều toàn bộ người của bản tướng đi, cho nên nếu như muốn kiểm soát cục diện, tất cả các phòng thủ ở An Thành đều phải đổi thành người của bản tướng. Người có lòng tin làm được không? Thương Mai hỏi. Tần Châu rõ ràng có hơi cuồng ngạo, những người đó đều là thuộc hạ của bản tướng, đi theo bản tướng nhiều năm, trong mắt chỉ biết có bản tướng không biết có hoàng đế, người nói, bản tướng có thể làm được không? Thương Mai trợn mắt, sau khi Tần Châu quyết ý hợp tác, ngạo khí cũng tỏa ra rồi. Được, nếu Tần Đại Tướng Quân đã nói có thể làm được, vậy thì bây giờ chỉ còn lại một vấn đề rồi thuốc lấy từ đâu lương thực lấy từ đâu loan loan hỏi đây quả thật là vấn đề lớn không có lương thực không có thuốc cái gì cũng là vô dụng nạn dân ở an thành tóm lại không thể uống gió tây bắc mà no bụng được khóe môi của tô mộc động đậy nhưng do dự liếc nhìn tần châu lại không dám nói tần châu thấy vậy nói tô mộc có gì thì nói đi tô mộc thẳng thắn nói cái này hạ quan ngược lại là có một chủ ý chỉ là có hơi đại nghịch bất đạo nói tần châu bây giờ hình như rất thích mấy từ đại nghịch bất đạo dường như duy có đại nghịch bất đạo mới phù hợp với hành vi hiện nay của nàng ta tô mộc được nàng ta ra lệnh liếc nhìn mọi người mọi người cũng đều nhìn hắn ta mong chờ phương án hắn ta nói ra có thể giải quyết vấn đề bên phía ngự thú viên không phải có một lô lương thực tích chữ sao tô mộc lè lưỡi rõ ràng có hơi căng thẳng dù sao đánh chú ý vào hoàng gia, thật sự là đại nghịch bất đạo, chúng ta có thể mượn dùng trước. Lô lương thực tích chữ này, ít nhiều đủ cho bách tính ở An Thành ăn trong khoảng 10 ngày. Lương thực tích chữ ở ngự thú viên sao, thương mai nhìn sang Tần Châu. Tần Châu nhàn nhạt liếc nhìn cô, giải thích ngự thú viên là biệt viện của hoàng gia, hoàng thượng mùa đông sẽ tới ngự thú viên ở 2-3 tháng, chỗ đó lương thực tích chữ phong phú, cũng có kho thuốc, quả thật có thể xuống tay. Cũng ở kinh đô sao, Tô Mộc nói, phải, ở phía tây nam của kinh đô, thậm chí so với hoàng cung còn lớn hơn, còn có một trang trại, nuôi bò dê gà vịt, là lúc hoàng thượng đến ở vào mùa đông, thỉnh thoảng dùng để đi săn bắn, cũng cung cấp thức ăn cho đại thân và hoàng gia dùng, đồ ăn mỗi ngày mà hoàng cung đại thần thưởng thức cũng đều là từ trong trang trại mà ra. Thương Mai cười lạnh, bách tính đều không có cơm mà ăn, các đại thân còn ăn thịt ngon gì đó. Tô Mộc giãn mày, vậy, có phải là nên đưa ít cho bách tính, bồi bổ cơ thể, cứu đói không. Từ khi động đất dịch bệnh xảy ra, bách tính ở khu gặp nạn đều chưa từng có một bữa cơm ngon, thịt cũng không có mà ăn, lương thực cứu trợ cũng là đồ của các năm trước, có thể uống chút cháo loãng đã là rất không tệ rồi. Đồ dầu mỡ sợ là rất lâu đều chưa đụng vào rồi. Thương Mai vỗ bản đứng dậy, được, nếu đã muốn làm, chúng ta phải làm một mẻ lớn, trước tiên trộm lương thực tích trữ và dọn sạch kho thuốc của ngự thú viên trước, sau đó sẽ ra tay với trang trại. Tần Châu liếc nhìn cô, lạnh lùng nói, yo, Vương Phi muốn làm một mẹ lớn sao? Binh mã của bản tướng, người điều động được rồi sao? Thương Mai nhìn sang nàng ta, trong mắt rõ ràng là sự lấy lòng, vậy, đại tướng quân cho rằng nên như thế nào? Tần Châu châm mặc một lát, trước tiên trộm lương thực tích chữ và dọn sạch kho thuốc của ngự thú viên, sau đó ra tay với trang trại. Mọi người xứng ra, đây còn không phải là giống với lời Vương Phi nói sao? Xem ra, Vương Phi và Tần Đại Tướng Quân là đang tranh quyền ra lệnh. Thương Mai ho khan một tiếng, e hèm, vậy chúng ta làm theo cách mà Đại Tướng Quân nói. Thời thế hỗn loạn này, có binh chính là Đại Vương, nàng ta nói cái gì chính là cái đó, điều quan trọng nhất là ý nghĩ của mọi người giống nhau. Nếu sự việc đã sắp xếp như thế, Thương Mai liền cùng Linh Lợi vạch kế hoạch, bên này các nàng nên phối hợp với Tần Châu như thế nào? Tần Châu cũng đứng dậy, dẫn thị vệ A Cảnh đi ra ngoài, A Cảnh, cầm thủ lệnh của bản tướng, đi tìm huy tướng quân. Tần Châu nói, A Cảnh do dự một lát, đại tướng quân, người thật sự quyết định rồi sao? Tần Châu ngoảnh đầu nhìn A Cảnh, người không đồng ý. A Cảnh thở dài, lắc đầu nói, không, mà tướng rất tán thành đại tướng quân làm như thế. Tại sao, trong lòng Tần Châu tuy có đáp án của bản thân, nhưng chuyện này dù sao là hành vi mưu phản, cho nên, nàng ta muốn nghe thử đáp án của người khác chương 605, Vương Gia Diễm Phúc Nha. Giọng nói của A Cảnh có hơi khó bình tĩnh, Hoàng thượng những năm nay, phái đại tướng quân Nam Trinh Bắc Phạt, đã hy sinh vô số sinh mạng của các tướng sĩ. Hiện nay Bắc Mạc chúng ta nhìn như cường đại, nhưng đã không chịu nổi dày vò nữa rồi. Quốc khố trống rỗng, lương thực thiếu hụt, người lao động chính đều là người già dạ yếu trẻ con nữ nhân, một nhà một người con trai đi trưng binh. Cái gọi là chỗ dựa của bách tính cũng chẳng qua chỉ là lời của triều đình truyền ra, trong lòng Bách Tính thật sự muốn trải qua những ngày tháng như vậy sao? Hoàng thượng tàn bạo, trong mắt trong lòng đều không có Bách Tính, chỉ muốn xương vương làm bá chủ, Đại Chu sẽ thỏa mãn được trái tim của Hoàng thượng sao? Không, sau Đại Chu, còn có Đại Lương, còn có nước Đại Nguyệt, con người có lòng tham, sẽ không chịu dừng, đến cuối cùng người bị ảnh hưởng vẫn là Bách Tính. Giọng của Tần Châu trở nên mơ hồ, bản tướng còn chưa định phản ông ta, chỉ là hy vọng dùng phương thức này cảnh tình ông ta nàng ta chỉ là nữ tử, tuy có dã tâm, nhưng không muốn làm hoàng đế, làm bá chủ. Trình chiến nhiều năm như vậy, nàng ta thật sự mệt mỏi rồi. Điều quan trọng nhất là sự mệt mỏi của nàng ta lại không có ý nghĩa, các thế hệ cha ông lần lượt sông pha trận mạc, vì giang sơn của hoàng đế mà góp một phần sức nhỏ, xương máu của bách tính dần chảy hết, đây là một vòng luân hồi tàn nhẫn. Thật ra nàng ta biết câu nói đó của mình không có nghĩa lý gì, bởi vì, một người có dã tâm, cho dù trải qua giáo huấn, chỉ cần trong tay ông ta còn có quyền lực, ông ta sẽ không buông bỏ dã tâm của ông ta. Cho nên, đến cuối cùng, nàng ta không tránh được, vẫn là phải cùng hoàng đế tiến hành một cuộc đối đầu. Chỉ có điều, xem nàng ta là muốn tự mình ngồi trên vị trí đế vương đó, hay là phò trợ người của sở gia thượng vị. Hồi lâu, Tân Châu khẽ nói A Cảnh, đến đại chu đón sở Nguyệt Vương ra trở về. A Cảnh sướng ra, đại tướng quân, thật sự không cần thiết. Không, Tần Châu xua tay, cười khổ một tiếng, sau đó nhìn hai tay của mình, đôi tay này của ta, là cầm binh khí, ta có thể lên chiến trường giết địch, ta có thể tắm máu chiến đấu anh dũng, nhưng ta không hiểu cách trị quốc, ta không chịu được đủ loại mưu kế âm mưu, ta cũng không hiểu lòng người, muốn ta ngồi lên vị trí trí cao vô thường, nhìn một đám đồng lõa âm mưu bên dưới, câu kết với nhau, ta sẽ tức chết. Ta à cảnh biết tính cách của nàng ta, nàng ta tuy là nữ tử, lại là người ngay thẳng chính trực, đâu chịu được các loại âm mưu độc ác. Bản tướng chỉ mong ánh mắt của nàng ta nhìn về sơn mạch đằng xa, ánh nắng vàng chiếu vào, ánh vàng hắt lên mặt của nàng ta, giống như là vì cô mà sinh ra một vòng sáng, cuối cùng sẽ có một ngày, trọng binh trong tay của bản tướng, là dùng để bảo vệ bách tính bắc mạc ta, chứ không phải là đi xâm chiến lãnh thổ của người khác, chém giết bách tính của nước khác. Sở Nguyệt Phương ra, nàng ta không có giao tình sâu, lại hiểu, hắn ta là con riêng của Hoàng thất Bắc Mạc, hắn ta nếu như có quyền lực có lẽ tất cả đều sẽ khác a à cảnh chắp tay xuống núi mà đi mộ dung khanh lúc tối muộn cũng dẫn theo tô thanh tiêu thác lên núi lang vĩ tần châu nhìn thấy hắn cười lạnh một tiếng vương ra có thích quà mà bản tướng tặng ngươi không mộ dung khanh nhìn nàng ta mày kiếm nhướn lên đương nhiên thích quà đại tướng quân tặng là phong tình của bắc mạc bản vương đương nhiên thích thương mai ở bên cạnh nghe rồi hỏi, nàng ta tặng cái gì cho người? Đồ tốt, mộ dung khanh nói, thần sắc lại có hơi quỷ dị. Tần Châu nói, thích là tốt, bản tướng còn sợ ngươi không hợp ý, muốn vì ngươi chọn một phần quà khác. Không làm phiền đại tướng quân nữa, mộ dung khanh hừ nhẹ, liếc nhìn thương mai, ánh mắt thương mai sắc bén, ngược lại khiến hắn có vài phần quẫn bách. Tân Châu mỉm cười thản nhiên, chắp tay rời khỏi. Thương Mai tò mò hỏi, rốt cuộc là quà gì? Tô Thành phe phẩy chiếc quạt, thở dài nói, đúng thật là một món quà tốt, chỉ đáng tiếc, người ta nói rõ rồi là tặng cho vương gia, ta dù có lòng muốn cũng không được. Tiêu Thác trợn to mắt, hai nữ nhân đó có gì đẹp chứ? Ngươi cũng muốn, vậy ngươi lấy đi là được rồi. Tiêu Thác, Mộ Dung Khanh tức tối quát nhẹ một tiếng, người ngậm miệng lại. Thương Mai cười lạnh, nữ nhân sao? Không phải sao? Tiêu Thác bị Mộ Dung Khanh quát một tiếng, không chùn bước ngược lại nói tuyệt ra với thương mai, trông không đẹp, chỉ được cái mông to, ngực lớn, không thể so sánh được với loan loan của nhà chúng ta. Loan loan lạnh lùng nói, hửm, vậy sao, nếu không nhìn người ta kỹ, làm sao biết người ta mông to, ngực cũng lớn hả? Cái này còn cần nhìn kỹ sao? Khi đưa tới, căn bản cũng không mặc quần áo gì, chúng ta ở trong phòng của vương ra bàn chuyện, người đưa tới rồi thì quấn một lớp vải mỏng, lớp vải sa mỏng đó cũng không che đậy được cái gì, liếc mắt thì cái gì cũng nhìn thấy rồi. Hai nữ nhân đó còn lắc eo uốn éo ngồi trên đùi của vương gia, cái tay đó của vương gia cũng là không thành thật, sao có thể ôm eo của người ta chứ? Nhìn mà thấy buồn nôn. Cút, mộ dung khanh đẩy tiêu thác ra, nói với loan loan, người dẫn hắn đi mổ đầu của hắn ra, xem thử bên trong có phải là chứa đầy cỏ không. Loan loan đồng cảm liếc nhìn thương mai, cười khanh khách nói, không cần bổ ra, những lời vương gia nói căn bản đều là thật, không phải là cỏ còn có thể là gì đậu phộ sao nói xong kéo tiêu thác đi tiêu thác còn hắt tay của nàng ta ra không vừa ý nói chưa từng thấy bà vợ nào giống như nàng một chút cũng không giúp nam nhân của nhà mình trong đầu của ta là cỏ đầu của nàng chứa gì hả còn không phải là bông hoa nát sao loan loan cốc vào trán của hắn ta ngu ngốc ta kéo chàng đi là đang giúp chàng không thấy ánh mắt của vương ra sao đều đã muốn ăn tươi nuốt sống chàng rồi tô thanh người ta đều chuồn rồi Tiêu Thác quay đầu liếc nhìn, quả nhiên thấy Tô Thanh đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Hắn ta lẩm bẩm nói, sự thật cũng không thể nói sao. Ta còn chưa nói hai nữ nhân đó còn ở một đêm trong phòng của vương gia, cũng không biết tối đó đã làm cái gì rồi. Im miệng, Loan Loan vội vàng bịt miệng của hắn ta lại, nói to tiếng như vậy là muốn chết sao. Lời này, Thương Mai tự nhiên cũng nghe thấy rồi. Mộ Dung Khanh ngước đôi mắt vô tội lên, Bản Vương cảm thấy, Bản Vương có thể giải thích hửm, thương mai nhướng mày, đôi mắt đang thiêu đốt, giải thích sao. Tay của người không để trên eo của người ta. Để rồi, mộ dung khanh thành thật trả lời. Vậy người không có ở chung một phòng với người ta sao? Ngọn lửa trong đáy mắt của thương mai càng lúc càng cháy bỏng, hình thành một ngọn lửa lớn. Ở rồi, mộ dung khanh cũng gật đầu. Vậy người muốn giải thích cái gì? Thương mai đột nhiên mỉm cười, nụ cười rất vô hại ôn hòa. Mộ dung khanh thấy cô mỉm cười, trái tim thả lòng, lại đột nhiên cảm thấy cô cười có hơi tê dại, nàng không tin ta sao. Tin, ta đương nhiên tin thương mai cười rất tươi, không sao, đây đều là tân châu gây chia rẽ quan hệ phu thê chúng ta, đừng để trong lòng, ta không để bụng. Mộ dung khanh ôm lấy cô, thật tốt, ta biết nàng sẽ không để bụng. Thương mai khẽ đẩy hắn ra, đột nhiên một cước đạp vào bắp chân của hắn, hắn học nói, phải, ta một chút cũng sẽ không để bụng. Nhưng nếu như không có một lời giải thích hợp lý, cẩn thận ta cắt nơi nối dõi tông đường của người. Nói rồi, không có ý tốt liếc nhìn đúng quần của hắn. Mộ dung khanh ôm vai của cô, nhìn nàng kia, nhỏ mọn rồi có phải không? Không tin ta rồi có phải không? Ta sớm đã nói có thể giải thích với nàng rồi, nàng còn không muốn nghe, đi, vệ phòng, ta từ từ giải thích với nàng. Chỗ này không có phòng, thương mai đẩy hắn ra, cút sang một bên, đừng bước tới, cái móng vuốt của người từng chạm vào nữ nhân khác đừng chạm vào người của ta. chương 606, Nguy cơ hôn nhân. Mộ Dung Khanh tiếp tục ôm vai của cô, vậy có doanh chứng chứ? Đến doanh chứng của nàng, ta từ từ giải thích cho nàng nghe. Thương Mai đá hắn, đánh hẳn thì cũng phải giống như kẹo kéo mà quấn lấy. Thương Mai lập tức nổi giận cút, ta phải đi sắc thuốc rồi. Bảo Tô Thanh và Tiêu Thác đi làm mộ dung khanh nũng nịu, bên đó không phải là có một đám người đang làm sao nàng hầu hạ bản vương là đủ rồi nói rồi kéo thương mai đi vào trong lều vừa đi vào liền ôm hôn một trận sau khi hôn xong hắn mới giải thích hai nữ nhân đó là tần châu cố ý tặng cho bản vương bản vương thê trừ đã chạm vào eo của các nàng ra thì chỗ nào cũng không có chạm vào có người tự động đưa tới tận cửa người cũng sẽ bỏ qua thương mai hừ lạnh vậy cũng phải nhìn có phải không quỷ dạ xoa cũng muốn sao ít nhất phải xinh đẹp hơn nàng mới được. Thương Mai nheo mắt nhìn hắn, có phải là có nữ nhân xinh đẹp hơn ta đưa tới cửa thì người sẽ động lòng. Lòng yêu cái đẹp ai chả có, có điều, nàng cũng không cần lo lắng, thế gian này sợ là tìm không ra người xinh đẹp hơn nàng đâu. Thương Mai lườm xéo hắn, còn biết cách dẻo miệng rồi. Thay đổi thật lớn. Đây là lời nói ngọt ngào, Tô Thanh nói nữ nhân đều thích nghe. Đặc biệt là nếu như làm sai chuyện gì rồi, nói thêm mấy câu sẽ có giúp đỡ cho việc miễn tội, hắn cũng không phải là thật sự muốn ôm eo của bọn họ, chỉ là bọn họ ngồi lên, tấm vải mỏng tang đó nhìn chất liệu rất đẹp, nên sờ một chút. Thương Mai tức giận, nghe tiêu thác hình dụng được không mặc quần áo mà được quấn một lớp vải sa mỏng tang xuyên thấu, Tần Châu đây là muốn làm cái gì? Được rồi, không giận nữa, nói chuyện nghiêm túc với nàng. Mộ Dung khanh thân sắc trở nên nghiêm túc nói. Thương Mai ừ hử nói, sau này về đến nhà mới từ từ thu thập người. Phu thê hai người, trước hết là trao đổi cho nhau tin tức gần đây, sau đó nói kế hoạch của mình. Thời gian Mộ Dung Khanh ở lại không dài, sau khi đích thân tiếp xúc với Thương Mai ở đó, liền lại vội vàng xuống núi. Trước khi đi, Mộ Dung Khanh đi đến trước mặt Tần Châu, lắc đầu, muốn gây chia rẽ tình cảm phu thê của chúng ta sao? Ngây thơ. Mộ Dung Khanh cao hơn Tần Châu một cái đầu khí thế hoàn toàn áp đảo, Tần Châu lại chỉ cười lạnh, vậy sao? Mộ Dung khanh mày kiếm nhướng lên, Xuân Phong đắc ý không che đậy được, dẫn Tô Thanh và Tiêu Thác rời khỏi. Tần Châu tức anh ếch, bản tướng sớm muộn khiến người khóc. Thương Mai dựa vào gốc cây, nghe thấy lời này, cười nói, được, ta đợi. Nữ tử đều thích ghen, người không ghen sao? Tần Châu không khách khí hỏi, nàng ta là nữ tử, nhưng thật sự không hiểu nhiều về nữ tử, nhưng thấy nữ tử trong danh gia vọng tộc không phải là mỗi ngày đều đấu ngươi sống ta chết hay sao thương mai đi tới lời nhắc nói đương nhiên ghen nhưng chính sự quan trọng tần châu nhớ tới lúc nàng ta phân phó a à cảnh đi làm chuyện này ánh mắt của hắn ta nhìn nàng ta cảm giác nàng ta có hơi ngốc hiện nay nghĩ lại thật là nàng ta thẹn quá hóa giận có lúc ngươi khóc hai nữ tử đó đẹp hơn ngươi nhiều thương mai cười vui vẻ ánh mắt sinh tình tiến sát tần châu, vậy sao? Quả thật rất nhiều người thèm muốn nam nhân của ta, đại chu cũng không ít, trò này của ngươi, chắc không phải là cùng động tình với chàng rồi chứ. Tần châu sướng ra, sau đó nổi giận, ngươi ăn nói linh tinh. Ha ha ha, thương mai bật cười to, còn thẹn quá hóa giận rồi. Chẳng lẽ thật sự bị ta nói chúng rồi? Tần Châu nhìn gương mặt trêu chọc của cô, tức tối nói im miệng. Nói chúng tâm sự của ngươi sao? Có điều, Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, chàng tuy tán thưởng ngươi, nhưng cũng sẽ không thích ngươi." Thương Mai nói chắc nịch. Tần Châu nhìn cô, đột nhiên đưa tay kéo cổ tay của cô kéo đến trước người của mình. Sau đó, nàng ta có sững ra một lát, sau đó nhanh chóng dừng lại, đẩy Thương Mai ra, xảy bước xoay người rời đi. Thương Mai sững ra, người còn muốn đánh ta sao? Tần Châu đi rất nhanh, đáy mắt phủ đầy sự u ám. Thương Mai cao giọng nói, ta chỉ nói đùa với người thôi, chẳng lẽ là thật sao? Nhu Giao vừa hay đi tới, thấy Tần Châu đi giống như bị ma đuổi, không khỏi thấy lạ hỏi, nàng ta làm sao thế? Thương Mai nói, người của bác mạc này không biết nói đùa, ta chỉ là đùa nàng ta có phải cũng thích lão thất nhà chúng ta không, thì nàng ta thẹn quá hóa giận mà đi rồi, vừa rồi còn muốn đánh ta. Nhu Giao nhìn cô, vẻ mặt suy tư nói, người chắc sẽ không phải đã nói chúng tâm sự của nàng ta rồi chứ. Thương Mai xứng ra, không phải chứ. Ai biết chứ, nàng ta cũng sắp 30 rồi, còn chưa gả đi, trong lòng nàng ta không gấp sao. Suy nghĩ nhiều rồi, Thương Mai cảm thấy phản ứng của Tần Châu có hơi là lạ, nhưng nghĩ lại cũng sẽ không thích lão thất. Con người này của lão thất, là nhìn gần còn được, trùng đụng rồi, tính cách đó sẽ ép chết người ta. Ai biết chứ, Nhu Giao lẩm bẩm nói, tóm lại phòng bị hơn không có sai. Thương Mai xua xua tay, sẽ không đâu, tần châu này không gả đi, sợ là vì cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều không xứng với nàng ta, với cả giữa nàng ta với lão thất cũng không hợp. Không hợp sao, đó chỉ là mới đầu, còn chúng ta lúc niên thiếu không. Nếu như chúng ta thích một người, cũng sẽ không tốt với hắn, đều chỉ sẽ giả vờ đối kháng với hắn để thu hút sự chú ý của hắn, hành vi của tần châu này, rõ ràng chúng ta trột dạ. Không hẳn, Thương Mai cảm thấy nhu giao là thật sự suy nghĩ nhiều rồi, nếu như nàng ta thích lão thất, sao lại tặng nữ nhân cho lão thất chứ? Người nói chuyện này sao? Vừa nãy ta còn nghe loan loan nói rồi, nàng ta tại sao tặng nữ nhân cho vương ra sao? Đó không phải là chuyện rõ ràng sao? Thương Mai người trước kia rất sáng suốt, sao đến lúc mấu chốt lại hồ đô như vậy? Nàng ta là muốn gây chia rẽ tình cảm phu thê hai người, khiến hai người gây nhau, nàng ta không phải có thể nhân cơ hội xen vào rồi sao? Thương Mai nhìn về phía Tần Châu biến mất, trong lòng bắt đầu cảm thấy lời nhu Giao nói không phải không có lý. Người khác Tần Châu xem thường, nhưng con người này của lão thất ấy, thỉnh thoảng vẫn có thể dụ người. Nếu không trước đây nhu Giao, tôn Phương Nhi làm sao lại thích anh ta như vậy chứ? Hơn nữa bản thân cũng không tự chủ mà bị hắn thu hút, lão thất là rất có sức thu hút nha. Nhu Giao nói tiếp, người cũng đừng quá nhẹ dạ. Phương gia thật ra trong lòng rất tán thưởng Tần Châu nếu như Tần Châu đối với hắn thật sự có ý, khó đảm đảo vương gia sẽ không động lòng, từ tán thưởng mà sinh lòng yêu, vốn dĩ chính là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, giữa ngươi và vương gia, thật sự chưa có yêu nhau sâu đậm, quá nửa là đánh đánh nháo nháo, nếu như không biết, còn tưởng hai người là huynh muội đó. Thương Mai trợn to mắt nhìn nhu dao, trong lòng rất sửng sốt, ta và chàng nhìn giống huynh muội sao. Thật sự giống, hai người tuy có sự hiểu ý ngâm, tuy cũng thỉnh thoảng biểu hiện sự ân ái, nhưng ta từ trong mắt của hai người, thật sự không nhìn ra tia lửa tình yêu." Nhu Dao dáng vẻ như chuyên gia tình yêu nói. Thương Mai lúc này thật sự có hơi bối rối rồi, giữa cô và lão thất có. Trái ngược như vậy sao? Cô cảm thấy trung đụng như này rất thoải mái, lúc ân ái thì ân ái, khi gây nháo thì gây nháo, nhưng bất luận đối phương xảy ra chuyện gì, bên kia sẽ nóng ruột nóng gan. Không, không đúng, nếu như lão thất xảy ra chuyện, cô sẽ nóng ruột nóng gan nhưng nếu cô xảy ra chuyện thì sao? Lão thất liệu có cảm thấy giống như thế hay không? chương 607, xuống núi giỏ đường. Nhu giao liếc nhìn cô, lại nói, người cũng đừng trách ta nói thẳng, vương gia tuy không phải là nam tử lớn lên đẹp nhất trong kinh, nhưng có quyền có thế, khi thế huy phong, đi ra ngoài sẽ mê hoặc một đám thiếu nữ, nhưng ngược lại nhìn ngươi xem, thời gian dài không chịu sửa soạn bản thân, phơi mặt bên ngoài, cái gì cũng không nghiên cứu, nếu không biết, còn tưởng ngươi là tỷ nữ, nói thật, bộ dạng hiện nay của ngươi nhìn xem xem với tiểu khuyên, thậm chí tiểu khuyên nhìn còn đẹp hơn một chút, thương mai à. Nữ tử tóm lại phải chú ý đến vẻ ngoài của mình, về đến kinh đô, ngươi cũng cố gắng sửa soạn một phen đi. Ta có tệ như vậy sao? Thương mai bị nàng ta chê bai đến mức đó, thật sự không cười không nổi. Nhu giao bá vai của cô đi về, tận tình khuyên bảo ta thật sự một chút cũng không có nói quá, làm nữ nhân thì phải đối tốt với mình một chút, nếu như chúng ta có thể về kinh, ta nhất định giúp ngươi, cố gắng chăm chút dáng vẻ của ngươi, đúng rồi, ngươi có từng nghe nói tới bách mật quy tỳ hoàn không? Thứ gì, chưa từng nghe nói. Đó là đồ tốt, nữ tử ăn rồi có thể dưỡng nhan, làn da căng bóng, là trí bảo cực tốt của nữ nhân. Xa xa, giọng nói của thương mai truyền tới, bách mật quy tỳ hoàn đó chắc không phải là bản thân ngươi nghiên cứu đó chứ. Ai làm có gì quan trọng chứ? Chỉ cần ngươi ăn có hiệu quả thì ta yên tâm rồi, sau đó thuận tiện ở trong kinh tìm chỗ lưu hành cho ta danh khí của ta lớn rồi mở y quán sẽ rất thuận lợi đúng chứ tuy lời của nhu giao nửa thật nửa giả nhưng lại giống như một tảng đá đè trong tim của thương mai lúc tối muộn huy tướng quân dưới trướng của tần châu lên núi lang vĩ cùng tần châu thương nghị khoảng hơn một canh giờ sau đó tần châu kêu a cảnh đến mời cô tới thương mai bước vào chỉ thấy một hán tử thân hình vạm vỡ ngồi trên đất với tần châu Trước mặt hai người đều bày một bát trà lớn. Huy tướng quân thấy cô bước vào, đứng dậy chắp tay nói: "Mà tướng tham kiến vương phi." Thương Mai vội chia tay đỡ tướng quân đa lễ rồi. A cảnh giới thiệu cho Thương Mai, vương phi, vị này là huy tướng quân. Thì ra là huy tướng quân. Tần Châu nhàn nhạt nói: "Ngồi xuống đi. Nếu đã muốn hành động, người cũng nên tham gia vào việc quyết định của kế hoạch." Nói xong nàng ta lại liếc nhìn thương mai, những người thô bạo như chúng ta không có quá câu lệ, có chỗ thì ngồi, nếu như vương ra ngồi trên đất không quen, thì... Nàng ta còn chưa nói xong thì thương mai đã khoanh chân ngồi xuống đất. Tần châu ngoảnh mặt đi, có hơi tức tối. Huy tướng quân lấy ra bản đồ, nói đây là bản đồ địa hình của ngự thú viên, kho lương thực ở phía tây bắc, chỗ đó thủ vệ rất nhiều, bởi vì trừ kho lương thực ra, sát phách còn có một nhà kho, trong nhà kho để rất nhiều vật dụng của hoàng gia, cũng có chân bảo. Thương Mai nhìn bản đồ địa hình này, không khỏi ngạc nhiên, ngự thú viên này thật lớn. Phải, tổng cộng có 375 phòng, chia thành 36 cung huyền lớn hơn hoàng cung, ngự thú viên này là khi hoàng đế đăng cơ thì bắt đầu xây dựng, năm ngoái mới hoàn thành, xây dựng trong 18 năm, đồ vật bên trong đều rất quý giá, hoa cỏ nổi tiếng, đồ bài trí đều dùng đồ thượng phẩm, có đường hầm mật thất, chỉ là bản đồ địa hình của đường hầm mà tướng không có. Ngự thú viên này, tại sao xây dựng còn trang hoàng lộng lẫy hơn cả hoàng cung vậy? Thương Mai thật sự không hiểu, nếu như là biệt huyền, theo lý mà nói, quy cách có cao nữa cũng không thể cao hơn hoàng cung. Tần Châu nhàn nhạt nói, hoàng thượng có lòng rời cung, nhưng do nhiều năm chinh chiến, quốc khố trống rỗng, một khi toàn diện di rời cung điện, còn cần phải có tiêu chuẩn cao hơn, nguy nga lộng lẫy là không cần nói rồi, đồ hoàng thượng hoàng hậu dùng, đều phải đặt làm lại, hoàng thượng không muốn chịu thiệt, bắt buộc phải là đồ vật tốt nhất, cho nên đẩy lùi ngày di rời lại. Thương Mai ồ một tiếng, thì ra là như vậy. Ngự thú viên này, đã tiêu tốn không ít ngần lượng chứ. Đều nói quốc khố trống rỗng, xây cái biệt huyền cũng xây mất 18 năm, được đó. Thương Mai cảm thán trước lầu son lộng lẫy giải đầy sương máu. Tần Châu không lên tiếng. Nhưng từ sắc mặt tái xanh của nàng ta thì thấy nàng ta thật sự không tán thành việc xây dựng ngự thú viên này, nhưng năm đó khi xây dựng nàng ta còn chưa phải là đại tướng quân được rồi quay lại chuyện chính thương mai nhìn tần châu trước khi hành động chúng ta có phải là nên dò đường không bản tướng sẽ đích thân dò đường người ở trong núi đợi tin tức của bản tướng là được tần châu nói ta đi cùng với ngươi thương mai là nghĩ nếu đã đi rồi thì không ngại đến kho thuốc mang ít thuốc trở về có một số bệnh nhân là thật sự không thể đợi rồi không được thủ vệ trong ngự thú viên võ công cao cường, bản tướng lần này đi, chỉ là nghe ngóng vị trí đứng gác và quy tắc tuần tra thủ vệ, bản tướng một mình đi là được, nguyên để ngươi liền lụy bản tướng. Tần Châu phản đối. Thương Mai khẽ mỉm cười, ta liền lụy ngươi sao? Khẩu khí vô cùng châm chọc. Tần Châu nàng ta là thủ hạ bại tướng của cô, lời này thật sự không biết ngại mà nói ra. Tần Châu có hơi tức tối, bản tướng là vì tốt cho ngươi, ngươi cho dù có thể bảo vệ mình nhưng lại không cản được mưa tên. Thương Mai lại cố chấp muốn đi, người bắt buộc phải dẫn ta đi, ta còn muốn đến kho thuốc lấy thuốc, có vài bệnh nhân đã không thể đợi rồi, nếu lấy không được thuốc, bọn họ sẽ chết. Người cần thuốc gì, bản tướng lấy thay cho ngươi là được. Ngươi không hiểu ý lý, cũng không hiểu về thuốc, ta nói cho ngươi cũng nói không rõ được, nếu lấy sai rồi thì uổng công rồi. Tần Châu suy nghĩ một lát, bản tướng đi xem thử mấy bệnh nhân đó, xem lời ngươi nói có phải là thật không. Thương Mai trợn mắt lườm, Tần Châu này sao lại thích nghi ngờ cô như vậy chứ? Đi đi, Tần Châu đứng dậy, đi tới khu vực của bệnh nhân ở. Không lâu sau, nàng ta quay lại, vẻ mặt nặng nề, người đi theo ta cũng được, nhưng hành động bắt buộc phải nghe theo bản tướng. Mấy người đó quả thật sắp không xong rồi, Lâm Đan nói, nếu như không có thuốc, chỉ sợ vượt qua ngày mai cũng không vượt qua nổi ngày kia. Được, thương mai đáp ứng luôn. Hai người nói đi là đi, nhân lúc trời tối đi xuống núi. A cảnh vốn dĩ là muốn đi theo, nhưng bởi vì là đi dò đường, nhiều người ngược lại dễ đánh rắn động cỏ, cho nên Tần Châu đã từ chối A cảnh đi theo. Khi cưỡi ngựa xuống núi, Thương Mai đột nhiên nghĩ tới bệnh của tổ phụ của nàng ta, tổ phụ của ngươi đã uống thuốc chưa? Uống rồi, tiếng gió kèm theo giọng nói của Tần Châu, lộ vẻ mơ hô không rõ có thể tìm được chìa khóa vàng không? Bắc Mạc tuy không có chìa khóa vàng, nhưng trong cung có. Thương Mai ừm một tiếng, lại thở dài, nếu nạn dân đều có đãi ngộ của tổ phụ ngươi thì tốt biết mấy, thật sự cùng là người nhưng không cùng số mệnh. Tần Châu châm mặc không nói, chỉ quất soi. Thương Mai phát hiện giữa nàng ta và tổ phụ của nàng ta, hình như có chút khoảng cách. Những chuyện của nhà tướng này, cô cũng không muốn hỏi. Ngược lại là Tần Châu, đột nhiên liền thả chậm tốc độ thuốc đó sau khi uống rồi có phải là có thể chữa khỏi không không biết phương thuốc này không phải là của ta là phương thuốc của ô ý đại phu ta chỉ là từ trong sách của nàng nhìn thấy thôi thương mai nói ngươi thật sự là đệ tử của ô ý đại phu sao lại là khẩu khí nghỉ ngờ thương mai lần này không có tính toán với nàng ta dù sao cô thật sự là kẻ danh không chính môn không thuận tin hay không tùy ngươi tần châu lại châm mặc một lúc mới nói, hy vọng ngươi là thật, như thế, bách tính của khu gặp nạn sẽ được cứu rồi. Vậy cũng phải có thuốc, thương mai cưới ngựa đuổi theo nàng ta, Tần Châu, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Tần Châu lạnh lùng nói, ngươi lại muốn hỏi bản tướng có phải là thích mộ dung khanh hay không? Sư thừa, chương 608, lẻn vào ngựa thú viên. Thương Mai lại nói, không, không phải là chuyện này, ta muốn hỏi ngươi, người qua lại giữa Đại Chu và Tào Hậu là ai? Có phải là Nghi Quý Phi không? Tần Châu nói, người nếu đã biết, hà tất gì phải hỏi. Chỉ muốn chứng thực, trong lòng thương Mai Nguyền rủa một câu, thật là đồ chó đẻ đó. Tần Châu liếc nhìn cô, thấy trong mắt cô ẩn chứa sự tức giật, lại ẩn nhẫn không phát ra, vốn dĩ nàng ta không có lòng nhiều chuyện, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, Nghi Quý Phi này có thủ với người sao? Thương Mai liếc nhìn nàng ta, có hơi bất ngờ khi nàng ta hỏi như vậy. Nàng ta hỏi như thế, có phải là ý đã hoàn toàn tin tưởng với mình rồi không? Nếu không, sẽ không nói có thù. Thương Mai không muốn nói chuyện của Đại Chu với nàng ta, chỉ là nhàn nhạt nói, người có tài năng, quá nửa sẽ khiến người ta đố kỵ. Tần Châu đã cười, mới đầu chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó là cười ha hả, tiếng cười rất sảng khoái, rõ ràng thương mai bị nàng ta cười thì không hiểu ra sao, được rồi, người cười cái gì? Tần Châu không dễ gì dừng cười lại, bản tướng lại không biết. Ngươi là một người tự kiêu như này Trên chán thương mai rất xuống mấy vạch đen Nói bản thân có tài năng Chỉ là kể lại Không muốn trả lời câu hỏi của nàng ta Nàng ta lại nghe không ra sao Tần châu này cũng là ngốc trong ngốc Thương mai đột nhiên phát hiện một quy luật Đó chính là người càng có bản lĩnh thật ra ở trong cuộc sống bình thường hoặc là đối nhân xử thế, đều sẽ tương đối ngốc, tương đối áp chót. Có điều, Tần Châu trước đây đanh mặt, trông rất nghiêm nghị lãnh khốc, đột nhiên thấy nàng ta cười sảng khoái, lông mày nhướn lên, nụ cười này phối hợp với trường bào bằng gấm màu xanh trên người ngày hôm nay, lại khiến người ta có vài phần khí tức thanh xuân quý tộc. Được rồi, cô đều cảm thấy mấy từ hình dung của mình có chút vấn đề, nhưng chính là loại hiệu quả thị giác mâu thuẫn này, khiến cô cảm thấy Tần Châu có hơi không giống, không giống với trước kia. Tần Châu vốn là mỉm cười, đột nhiên thấy cô nhìn chằm chằm mình, không khỏi hỏi nhìn cái gì. Nàng ta lật người xuống ngựa, đi đến dưới gốc cây ngồi xuống, lấy lương khô ra. Thương Mai cũng xuống ngựa, đi đến bên cạnh nàng ta ngồi xuống, đột nhiên ôm lấy bả vai của cô, giả bộ thân quen, đại tướng quân, người có ý chung nhân không? Tần Châu là người có sức thu hút, lời của Nhu Giao lần nữa văng vẳng ở trong lòng cô, Thương Mai lần đầu tiên sử dụng thủ đoạn ngoại giao với tình địch, chính là thăm dò tình địch. Tần Châu lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, một tay tách tay của Thương Mai ra, dùng sức vặn, vẻ mặt giữ dẫn nói, buông bản tướng ra, người muốn nói cái gì. Thương Mai bị hành vi của nàng ta dọa rồi, rằng khỏi tay của nàng ta không phải chỉ là nói chuyện sao. Người làm gì mà có phản ứng lớn như thế, không có thì không có, Tần Châu hẳn học nói, người có phải cũng cho rằng bản tướng thân là nữ tử thì nên gả đi phải không? Nếu như không gả đi chính là quái vật. Thương Mai xoa xoa cổ tay của mình, có người từng nói ngươi như vậy sao? Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta không có ý này. Ám ảnh tâm lý của nữ nhân này lớn như vậy, sợ là luôn bị người ta nói rồi. Tần Châu mím chặt môi, gương mặt giống như là đã phủ một tầng băng xương, lương khô cũng không ăn, lạnh lùng nói, lên đường. Nói xong, lật người thì lên ngựa thương mai lẩm bẩm bệnh thần kinh hai người cưới khoái mã một trước một sau xuống núi gió thổi vi vu trong rừng có tiếng chim muông lại càng lộ rõ sự yên ẳng vô cùng cho dù từ trên bản đồ địa hình biết ngựa thú viên rất lớn nhưng khi hai người cưỡi ngựa tốt lẻn vào ngựa thú viên trong lòng thương mai vẫn là rất sửng sốt nơi các nàng đứng là cửa phía tây của ngựa thú viên hai bên là hai bức tường bao quanh vững chắc chỉ là bức tường bao quanh này đã khí thế ngút ngàn như này, đi vào được sao? Tần Châu đem cô bay lên, rơi xuống ở trên nóc ngói lưu ly, li, ánh trăng rất đẹp, nhìn rất rõ, chỉ thấy ngói lưu ly li tầng tầng lớp lớp, cửa sổ đỏ ẩn ẩn hiện hiện, cây cối xum xuê, trong viện cung điện không nói, chính là viện tử đập vào tâm mắt, vô số kỳ chân dị thảo, hương hoa từng cơn thỏng qua, hít thở sâu một hơi, liền khiến người ta cảm thấy tinh thần thư thái. Mồ hôi xương máu của dân, thương mai rất kinh ngạc, không kìm được nói một câu. Người không biết khinh công, ở nơi này đợi bản tướng, bản tướng đi thăm dò tuần tra và vị trí đứng trước. Tần Châu mới đem cô lên, liền biết cô không biết khinh công, nếu đi theo nàng ta thì bước chân không thể nhẹ nhàng được, thị vệ của nơi này đều là cao thủ đại nội, hơi không cẩn thận thì sẽ bị người ta phát hiện. Thương Mai ngồi trên mái ngói, được, ta ở đây đợi ngươi, ngươi cẩn thận. Tần Châu ừng một tiếng, như chim yến nhún nhảy bay đi, rơi xuống ở một tòa cung điện khác, sau đó, liền như con chuồn chuồn đạp nước nhún nhảy, lát sau thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Ngựa thú viên rộng lớn, buổi tối không hề tối đi, bởi vì bất luận là trong vườn hay trước cung điện đều treo đèn lồng, ánh sáng tuy không quá sáng, lại có thể thu chọn mọi thứ vào mắt, ở dưới ngọn đèn nhu hòa, tất cả thứ này lại lộ vẻ vô cùng yên ắng, đẹp đẽ, khi thế ngút ngàn đều phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ. Thương Mai từng quản lý sổ sách ở trong cung của Đại Chu, biết những khoản chi này thật sự không nhỏ, cô không khỏi cảm thán, khoản ngân lượng này, nếu dùng trên người nạn dân thì tốt biết bao. Có thị vệ tuần tra tới, thương mai cúi xuống, nhìn thấy có 20 thị vệ đi tuần tra, trong tay cầm đuốc, trên eo có bội kiếm, khi tuần tra một tay cầm đuốc, một tay để trên bội kiếm trên eo, rất cảnh giác. 20 ngọn đuốc lập tức chiếu sáng cả viện, hành lang bên cạnh viện, khắc rồng vẽ phượng trên cây cột rõ ràng vô cùng. Những thị vệ này tuy có mười mấy người, nhưng bước chân rất nhẹ, có thể thấy thật sự đều là cao thủ của đại nội. Tốp người này vừa đi qua không đến 15 phút, lại có một tốp tuần tra khác đi tới, thương mai cẩn thận nhìn, vã là hai mười người vừa rồi. Xem ra, mười mấy người này chỉ phụ trách tuần tra của nơi này, nơi này không quan trọng như cung uyển, kho tài vật đều không ở bên này, tuần tra vẫn cẩn mật như vậy, nơi khác sợ là càng cẩn mật hơn. Thương Mai lo lắng Tần Châu bị phát hiện, có điều thấy khinh công của nàng ta vừa rồi xuất chúng như vậy, hơn nữa nàng ta là người thông minh cảnh giác, chắc có thể ứng phó được. Trôi qua khoảng hơn một canh giờ, Thương Mai mới nhìn thấy đằng xa có một điểm đen nhún nhảy, điểm đen càng lúc càng gần, nhìn kỹ, là Tần Châu. Tần Châu khi dừng ở trên mái, là cả phần bụng dán vào mái ngói, không có phát ra một chút âm thanh nào. Tần Châu vừa trở lại, đội tuần tra vừa rồi lại đến. Hai người đều không lên tiếng, nín hô hấp, đợi đội tuần tra đi qua rồi, Tần Châu mới nói, đi, đến kho thuốc. Tần Châu nắm cổ tay của cô, vận khí, hai người như chim bay lên, thương mai tuy không biết khinh công, nhưng nàng ta mang rất tốt, thương mai chỉ cần khống chế mình lúc tiếp đất, cố gắng nhẹ nhàng. Bên phía kho thuốc, chỉ có mấy người tuần tra, hai người trốn sau gốc cây to, đợi sau khi người của đội tuần tra đi qua, mới bay nhanh qua. Tần Châu canh ở cửa, đè thấp giọng nói, người nhanh đi vào, bản tướng ở đây trông chừng. Thương Mai ngoảnh đầu nhìn, thấy nàng ta nấp ở sau cây cột, vừa hay là điểm mù của đội tuần tra, bèn nói, được. Cô lấy ra con dao, cạy khóa cửa, cạch một tiếng mở rồi. Tần Châu liếc nhìn cô, trong lòng nói, trò trộm cắp này ngược lại biết. chương 609, Hồn Chiến Bên trong một khoảng tối đen, Thương Mai lấy cái đóm ra, thổi một cái, thắp lên ánh lửa hơi yếu. Cô mở hai chiếc túi lớn đeo bên người, sau đó dựa theo tủ thuốc trong kho thuốc, thuốc cần thiết đều lấy sạch, đổ chung vào trong chiếc túi lớn, trở về sẽ từ từ phân chia. Kho thuốc này rất lớn, nhưng trong thuốc trong tủ thuốc không phải rất nhiều, sau khi thương mai lấy xong, vòng qua đằng sau nhìn, thấy đằng sau có rất nhiều bao vải lớn chứa rất nhiều thứ để ở đó, cô dùng dao rạch ra, phát hiện vậy mà đều là dược liệu. Thương mai giờ cao cái đóm chiếu vào, chỗ này đâu chỉ là mấy bao dược liệu chứ. Chất đống trong cả kho thuốc này đều là dược liệu, một cái bao vải được buộc tròn lại ít nhất có mấy trăm bao trời ạ à, chẳng lẽ các binh sĩ nói mãi không thể thu mau được nhiều dược liệu là vì hoàng đế đã ra tay trước rồi ông ta tại sao muốn làm như thế thương mai càng nghĩ càng hoảng sợ nhẹ nhàng mở cửa ra đè thấp giọng nói với tần châu ngươi vào trong xem thử tần châu không kiên nhẫn nói xong việc hay chưa xong việc thì đi mau thương mai kiên trì nói có vài thứ ngươi phải vào nhìn qua tránh đến khi đó nói ta bịa ra. Tần Châu sướng ra, nhanh chóng liếc nhìn bên ngoài, thị vệ vừa đi tuần qua, chắc không có nhanh quay lại như vậy. Nàng ta vụt cái chui vào, theo thương mai đi vào kho thuốc. Khi nhìn thấy đằng sau tủ thuốc là cả một phòng dược liệu, cả người nàng ta ngây ra. Sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng ta đi tới, đâm kiếm vào bao vải, móc dược liệu bên trong đưa cho thương mai, đây là thuốc gì? Diệp cá, thương mai nói. Tần Châu lạnh lùng nói, diệp cá hiện nay ở trong thị trường đã thiếu hụt. Nhưng nơi này rất nhiều. Trong mắt của Tần Châu vụt qua cảm xúc phức tạp, lát sau, nàng ta nói, đi. Thương Mai vác một bao, Tần Châu cũng cầm một bao, hai người đi ra khỏi cửa, nhân lúc thị vệ chưa tới, phi người đi, rơi trên mái, sau đó nàng ta kéo Thương Mai, nhảy từ trên mái xuống bên ngoài bức tường. Hai người buộc thuốc vào trên lưng ngựa, sau đó kéo ngựa ra ngoài vừa rời khỏi phạm vi của ngựa thú viên thì nghe thấy tiếng vó ngựa ánh lửa ngập trời hai người nhìn kỹ lại chỉ thấy tàu tập dẫn mấy chục người chặn đường tàu tập ngồi trên lưng ngựa cấm quân bên cạnh tay cầm ngọn đuốc chiếu lên gương mặt dữ tợn đang đắc ý của ông ta tần đại tướng quân có một hôm không gặp không ngờ đường đường là đại tướng quân vậy mà làm ra loại chuyện trộm cắp này thật sự khiến người ta kinh ngạc tần châu vô thức đem thương mai bảo vệ đằng sau ánh mắt lạnh lùng, ngươi luôn đi theo bản tướng. Ngược lại không phải là luôn đi theo, chỉ là từ khi các ngươi xuống núi, bản quan liền nhân được tin, nghĩ đại tướng quân chắc có chuyện lớn phải làm, liền ở đây hầu hạ đại tướng quân. Tào tập cưỡi ngựa tới trước, từ trên cao nhìn xuống, bộ dạng rất đắc ý. Thương Mai nghe thấy lời này, liền biết trên núi Lang Vĩ, có gián điệp. Sau khi các nàng xuống núi, gián điệp lập tức đi thông báo tin tức, cho nên tào tập chạy đến đây cạn đường trước. Tần Châu cười nhạt, là hoàng thượng phái người tới hay là hoàng hậu phái người tới? Tào Tập cười ngôn cuồng, có khác biệt sao? Tần Châu, bản quan trước kia còn cảm thấy ngươi là một người thức thời, không ngờ ngươi hồ đồ như này, lại phản bội hoàng thượng. Hiện nay ngươi chết đến nơi, nếu có gì ngôn, cứ nói đi. Bản quan nể tình chỗ quen biết, thay ngươi chuyển lời cho tần lão tướng quân. Tần Châu cũng không tức giận, lặng lẽ hỏi: Tào đại nhân mới nhậm chức, bản tướng còn chưa chúc mừng nghĩ chắc thuốc trong kho thuốc của ngự thú viên, cũng là kiệt tác của tào đại nhân. Cái này ngươi ngược lại đoán sai rồi, tào tập thân thể hơi nghiêng về trước, ánh lửa phản chiếu sự ánh gian xảo trong mắt ông ta, đây là 10 ngày trước, hoàng thượng hạ lệnh mua thu để vào ngự thú viên, dịch bệnh này lợi hại như thế, kinh đô há có thể không phòng bị. Số thuốc này, nếu đều chuyển cho khu gặp nạn, kinh đô phải làm sao? Đáy mắt tần châu lộ vẻ tức giận, hoàng thượng nghĩ thật là chu đáo, chưa mưa lo rột, Kinh đô là cửa ải quan trọng, không thể xảy ra sơ suất, chỉ đáng tiếc, 10 ngày trước không có phương thuốc chữa trị bệnh dịch, giấu số thuốc này đi, không có phương thuốc thì có tác dụng gì. Lúc đó, Nhiếp chính Vương phi không phải đã đến rồi sao? Nàng ta nếu nghiên cứu ra được phương thuốc, tự nhiên có thể dựa theo phương thuốc mà bốc thuốc. Hoàng thượng chắc chắn ta nhất định có thể nghiên cứu ra phương thuốc như vậy sao? Thương Mai cười lạnh, đó ngược lại là chưa chắc. Tào tập cười cười, chỉ là phàm chuyện gì đều suy nghĩ sâu xa, có phải không? Tóm lại không thể mặc Vương Phi công bố phương thuốc, vậy đến lúc đó Vương Phi há không phải là đại công thần của Bắc Mạc sao? Thương Mai cười ha hả một tiếng, vô cùng châm chọc phải, tính toán của Hoàng thượng rất hay, ta đã nghiên cứu ra phương thuốc, hắn lấy đi rồi, sau đó giết ta, còn có thể vu khống ta tội danh phát tán tin đồn thất thiệt gây hoang mang lòng dân, như thế, hắn liền có thể túm lấy điểm này tiến công đại chu, danh chính ngôn thuận. Ha ha ha, Tào Tập cười như điên, Vương phi thật thông minh, bản quan rất ngưỡng mộ Vương phi. Thương Mai lạnh lùng nói, không dám nhận, có người ngưỡng mộ như ngươi, ta buồn nôn. Tào Tập cười càng dữ dội hơn, cả cơ thể đều run rẩy, đột nhiên, tay ông ta giơ lên, một ánh sáng lạnh bay thẳng về phía Thương Mai, trong miệng nói, mồm miệng sắc bén, bản quản liền chiếm đầu của ngươi xuống trước, xem miệng của ngươi còn có thể mở được không ánh sáng lạnh đó là một thanh trường đao đâm thẳng vào cổ của cô. Tần Châu giơ kiếm lên cản lại, chỉ nghe được một tiếng keng, ánh sáng lạnh rơi xuống, Tần Châu bay lên, gầm lên một tiếng, hạ thương mai ở yên đó không được nhúc nhích người liền bay ra ngoài. Thân hình của nàng ta rất nhanh, trường kiếm không có hướng về phía tào tập, ngược lại giải quyết trước hai người bên cạnh tào tập. Tào tập cười lạnh một tiếng, cũng nhún người, mũi chân dẫm trên lưng ngựa, quất chiếc roi dài trong tay, đánh về phía Tần Châu. Thương Mai đối với võ thuật cổ đại đều luôn rất tò mò, người này sao có thể nói bay lên thì bay lên rồi. Trước đây từng hỏi Lão Thất, Lão Thất nói luyện khinh công thứ quan trọng nhất là nội công tâm pháp, trừ nội công tâm pháp ra, khi luyện tập còn phải buộc bao cát ở trên chân trên lưng, nhún nhảy, từ từ luyện tập các cơ trên người đều có quen, mới bắt đầu buông lỏng luyện tập. Không cần bàn cãi, khinh công của Tần Châu rất tốt, vừa rồi khi Thương Mai được nàng ta đem bay lên liền biết, nhưng, lúc này nhìn thấy trường kiếm của tần châu tung ra đường kiếm đẹp mắt cô mới biết tần châu không những khinh công giỏi võ công cũng rất giỏi đương nhiên tào tập cũng không yếu người tào ra có thể lên sàn được có rất nhiều tào tập là người đứng đầu tào ra bởi vì có tào hậu tóm lại cứ bị hoàng đế áp chế chuyện gì cũng không thể làm thoải mái cho nên năng lực của tào ra không có bao nhiêu người biết cả tần châu vốn cho rằng nàng ta có thể nhanh chóng giải quyết tào tập nàng ta trước đây có cách nhìn giống với tất cả mọi người, Tào Gia không có người có bản lĩnh lớn. Nhưng, phó công của Tào Gia vượt ngoài dữ liệu của nàng ta. Tần Châu cùng lúc ứng phó Tào Tập, còn phải ứng phó với công kích của các thị vệ khác, mới đầu là có hơi không màng nữa, vì thế, liền có người phi thân lên, đi đối phó Thương Mai. Thương Mai đã sớm lấy sợi dây sẹo trong tay, nhìn thấy ba thị vệ cầm kiếm bay tới, cô phóng sợi dây sẹo ra, sợi dây sẹo nhanh chóng xẹt qua cổ của ba người ba thị vệ đã ngã ra đất. Sợi dây sẹo lần này, ra tay tàn độc, thương mai cảm thấy, sợi dây sẹo là có năng lực cảm nhận, nó chắc biết những người này là đến đoạt mạng của thương mai, vì thế, không có thủ hạ lưu tình. chương 610, ta sẽ giúp người báo thù. Tào tập chỉ nhìn thấy thương mai bỗng chốc liền giết ba người, không biết bản lĩnh của sợi dây sẹo, chỉ tưởng võ công của thương mai cao cường, lập tức nổi giận, giết hạ thương mai, tần châu ta đến đối phó. Nhất thời, tất cả thị vệ đều xông tới. Thương Mai phóng sợi dây sẹo ra, sau đó rút con dao ra, nghiêng người đâm một nhát, sau đó kéo cổ tay của thị vệ đó đạp một cước vào phần bụng của tên thị vệ. Khi đang muốn xuống dao, một thanh trường kiếm vèo vèo từ đằng sau cô đánh tới, cô gặp người, sợi dây sẹo nhanh chóng chạy tới, quật ngã tên thị vệ đó. Trận hỗn chiến này, rất loạn, nguyên nhân loạn là vì sợi dây sẹo, trái xuyên phải chọc của nó, trên quấn dưới quấn, làm loạn bước chân của các thị vệ, ra tay cũng loạn cao cao. Loạn cao cao thì tốt, cái thương mai muốn chính là kiểu đánh này. Cô không biết võ công, hơn nữa sức lực không đủ, chỉ có thể là dựa vào độ linh hoạt. Cô biết rõ điểm yếu trên cơ thể của người khác, cho nên ra tay là muốn mạng. Tần Châu vốn dĩ còn lo lắng cho thương mai, nhưng thấy cô và sợi dây sẹo đi lại trong đao quang kiếm ảnh của thị vệ, rất thư thả, liền yên tâm, một lòng một dạ đối phó tào tập. Luận võ công và sự tàn nhẫn, Tào Tập không phải là đối thủ của nàng ta, cuối cùng Tào Tập không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, mà Tần Châu là người lấy việc giết người mà sống. Sau khi thị vệ lui xuống không quá trăm chiêu, Tần Châu đã làm Tào Tập bị thương ba chỗ, Tào Tập bị nàng ta đánh cho nhếch nhác, liên tiếp tung ra mấy chiêu công kích đều bị đánh lui, nổi giận, phi thân xuống ngựa, quát to một tiếng, cung thủ chuẩn bị. Thương Mai đã giết mấy người, đang giết đến đỏ mắt, nghe thấy lời của Tào Tập, cô giật mình, cũng nổi giận, phát, tào tập ngươi tiện nhân, còn thật sự dẫn theo cung thủ. Khi kế hoạch đến ngự thú viên, Tần Châu đã từng nói, sợi dây sẹo của cô tuy lợi hại, lại khó cản được mưa tên, thật sự bị Tần Châu cái miệng quả đen này nói chúng rồi. Thị vệ nhanh chóng lui xuống, tào tập ngồi trên lưng ngựa, tóc tào tán loạn vẻ mặt vô cùng u ám, đại tướng quân, mời xem. Nơi này là bên ngoài tường của ngự thú viên, vẫn thuộc phạm vi phong tỏa của ngự thú viên, tường cao cây cao, mà hiện nay, những bức tường cao này, không biết từ khi nào, đứng đầy cung thủ, người nào người nấy khuyêu xuống, trong tay kéo cung, tên đã lên dây, sẵn sàng hành động. Đi tần châu tức giận quát một tiếng, đầu tiên lật người lên ngựa. Thương Mai cũng nhanh chóng lên ngựa, nhưng vì thuốc chiếm quá nhiều chỗ trên lưng ngựa, cô nhất thời ngồi không vững, khi ngựa hí lên suýt nữa khiến cô ngã xuống. Cô nhanh chóng túm chặt dây cương ngồi vững, đồng thời, cắn rách ngón tay, nhỏ máu lên sợi dây sẹo người đây là làm cái gì tần châu nổi giận đi mau chỉ thấy sau khi sợi dây sẹo nhiễm máu thân dây đỏ rực nhanh chóng bay lên như một đường ánh sáng đỏ bay lên bức tường cao nhưng tàu tập đã hạ lệnh phóng tên đột nhiên hơn trăm mũi tên xé không khí bản tới đi là không đi được rồi chỉ có thể dơ kiếm đi cản tần châu bảo vệ thương mai dùng kiếm đánh rơi mũi tên sắc nhọn thương mai chỉ có dao găm không thể ngăn cản sợi dây sẹo nhận thấy sự nguy hiểm của cô lại nhanh chóng phòng thủ những tên bay tới tấp khiến sợi dây sẹo rất bất lực trước tiên giết tần châu tào tập nhìn ra gì đó thứ yêu nghiệt đó chỉ biết bảo vệ hạ thương mai sẽ không bảo vệ tần châu đột nhiên tất cả mũi tên đều bay về phía tần châu sợi dây sẹo thấy thương mai thoát khỏi nguy hiểm bay ra ngoài đột nhiên năm sáu cung thủ bị nó lôi xuống quấn chết tần châu chỉ có hai tay một thanh kiếm mới đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng dần dần lực bất tòng tâm. Chỉ thấy nàng ta dơ bảo kiếm, đánh rơi một mũi tên, lại không đề phòng, tào tập đã từ trên lưng ngựa rút một cái cung, một mũi tên đầu mả vàng từ bên trái nàng ta vụt qua, nàng ta không kịp phòng bị, mắt thấy mũi tên này sắp đâm xuyên qua vai trái của nàng ta. Thương mai ở bên cạnh nàng ta, cô hoặc ngồi nhìn không quản, hoặc dùng dao găm đi tiếp mũi tên đó. Ngồi không không quản, tần châu sẽ chết, sau đó, cô không thể bảo đảm mình sẽ không bị tên làm bị thương. Không thèm suy nghĩ, thương mai nhào tới, cố thử dùng con dao găm đi đánh rơi mũi tên đó. Nội lực của tào tập thâm hậu, hắn ta là muốn tần châu phải chết, thương mai không có nội lực, miễn cưỡng đi ngăn cản, đâu thể cản được chứ. Đương một tiếng, mũi tên không có thay đổi phương hướng, chỉ có thể giảm bớt một phần khí thế lăng lệ, mũi tên đâm qua vai trái của thương mai, lực lượng cường đại, cũng đem cô đập xuống đất. Hạ thương mai, Tần Châu bàng hoàng hét lên, vừa ngăn cản vừa ngoảnh đầu nhìn. Tên dừng lại, những người trên tường cao đó phát ra tiếng kêu kinh sợ, không biết từ khi nào, rất nhiều rắn độc đủ màu sắc từ trên đất bỏ tới, quấn lấy chân của những người này. Sợi dây sẹo bay trở lại, thương mai miễn cưỡng thở ra một hơi, giết tào tập. Sợi dây sẹo giống như hiểu được tiếng người, đột nhiên bay lên, lại không có bay về phía tào tập, mà uy phong bừng bừng đứng ở trên lưng ngựa, đầu dây lay động giống như đang hạ lệnh tiến công số lượng rắn phải tính bằng hàng trăm phi tới phi về phía tàu tập tàu tập bàng hoàng biến sắc muốn cưỡi ngựa rời đi nhưng con ngựa đột nhiên ngã ra hắn ta cũng ngã xuống tránh ra tránh ra hắn ta giơ kiếm lên chém lên đất sợ hãi đến mức tim đều sắp nhảy ra ngoài rắn càng lúc càng nhiều vậy là chất trông như núi khiến sắc mặt của hắn hoàn toàn tái nhợt chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết mà hắn ta phát ra, dần dần, tiếng kêu dần tắt, những con rắn độc đó, vậy mà ăn thịt. Tần Châu nhìn Thương Mai cả người nhuốm máu, đầu óc trống rỗng và hô hấp khó khăn một lát. Sau đó, nàng ta phi nhanh ôm lấy Hạ Thương Mai, cởi áo ngoài ra xé rách một đoạn vải, quấn xung quanh chỗ tên bắn, khống chế lượng máu chảy ra. "Không sao, ta lập tức đưa người đi tìm đại phu." Tần Châu sắc mặt tái nhợt, môi và tay đều đang run rẩy thương mai đau đến mức nước mắt đều trào ra cô muốn kéo tay của tần châu nhưng tay căn bản không nhấc lên được chỉ có thể miễn cưỡng nói tần châu có phải là rất đau không giọng nói của tần châu lại thương tiếc vô cùng đừng đi tìm đại phu đi tìm một nơi bí mật ta dạy ngươi cách chữa thương thương mai nói xong câu này trước mắt tối đen người đã rơi vào hôn mê tần châu bị dọa đến mức tim sắp ngừng đập thăm dò hơi thở của cô còn có hô hấp nàng ta lập tức tháo thuốc trên lưng ngựa của thương mai xuống buộc trên lưng ngựa của chính mình vỗ vỗ lưng ngựa ngươi nếu như tìm được đường về núi lang vĩ tần châu ta sau này xem ngươi làm ân nhân con ngựa đó dường như nghe hiểu lời của nàng ta lại phát ra tiếng hí rồi chạy đi tần châu ôm thương mai lên phi lên lưng ngựa hai chân kẹp bụng ngựa con ngựa cũng chạy đi lưng ngựa là nhấp nhô nhưng tần châu dừng nội lực giữa thăng bằng cố gắng không làm bị thương đến thương mai dù là vậy, thương mai vẫn là đau đến tỉnh lại, kiếp trước bị thương nhiều lần như vậy, đều chưa từng chịu loại đau đớn thấu tim này, thân thể này, quả thật là quá suy nhược rồi. Không sao, người sẽ không sao, Tần Châu thấy cô tỉnh lại, liền yên tâm nhưng nàng ta không biết cách an ủi, ngược lại nói một câu như vậy. Trên gương mặt trắng bệch của thương mai xuất hiện một nụ cười châm chọc ta nếu như chết như này ở Bắc Mạc, uổng, bị bao nhiêu người tính kế đều không chết, lại chết trong tay tào tập ta sẽ giúp ngươi báo thù. Mắt của Tần Châu đốt lên ngọn lửa, đang chạy rất dữ dội, thiêu đốt gương mặt anh khí đó của nàng ta dĩ nhiên là sự cuồng nộ. Chương 611, vết thương do tên bản. Thương Mai nhắm mắt, chịu đựng đau đớn vô tận, cô cắn chặt răng, cắn môi đến bật máu rồi. Quanh mũi tên đều được quấn chặt, ở mức độ nào đó, mũi tên đã thành một phần cơ thể Thương Mai, không thể động đậy bừa bãi, cũng giảm bớt đau đớn do trọng trình tạo thành, Tần Châu ở việc xử lý vết thương ngoài vẫn là có kinh nghiệm. Trong lòng Tần Châu có sự tức giận và hoảng sợ khó nói, nàng ta một tay ôm chặt thương mai, một khác cầm dây cương, cưỡi ngựa lên núi. Tìm một nơi tương đối khuất và bằng phẳng, Tần Châu dừng lại, ôm thương mai phi xuống, sau đó cẩn thận đặt thương mai trên đất. Con ngựa đó là ta cưới sao? Thương mai đã không có sức nữa rồi, lại vẫn chỉ vào con ngựa hỏi. Người đừng nói chuyện, ta chỉ thương cho người. Tần Châu nói trong túi ở yên ngựa có kim tiền thảo, trong tay áo của ta, có châm, người dùng châm giúp ta cầm máu. Thương Mai khó nhọc nói, xung quanh vết thương tuy được quân lại, nhưng, vẫn có máu dỉ ra, nếu cô không muốn mất máu quá nhiều mà chết thì nhất định phải lập tức cầm máu. Ta ta không biết dùng châm, Tân Châu từ trong tay áo của cô lấy ra túi châm, có hơi không biết làm sao. Nàng ta thật sự sợ, đời này đã trải qua rất nhiều cuộc chinh chiến kinh tâm động phách, nhưng không có cuộc chinh chiến nào khiến nàng ta bỏ tay hết cách như này, lại vô cùng kinh sợ. Trái tim dường như bị treo ngược lại cao, một tiếng vang khẽ khẳng cũng có thể khiến tim của nàng ta rớt xuống. Ta dậy người, ta chọn huyệt, người hạ châm. Thương mai nhíu mày, kiềm chế đau đớn. Được, tần châu hít thở sâu một hơi, ngươi là đại phu, ta nghe người. Thương mai bị sự quả quyết của nàng ta cảm thấy rất an ủi, ở cửa ải sống chết này, nếu như tần châu còn do dự, ngược lại liên lụy đến tính mạng của cô. Tần Châu cẩn thận mở áo của cô ra, gió lạnh trên núi truyền vào, thương mai là vừa lạnh vừa đau, cô hít một hơi, tay Tần Châu do dự một chút, nhân nhịn, rất nhanh sẽ ổn. Thương mai nín thở, sợ hô hấp quá nặng nề bị động đến vết thương. Cô nhắm mắt, ngón tay để trên làn da của mình, từ từ di chuyển, ngón giữa chỉ vào huyệt văn môn ngón út vào huyệt khí hộ, hạ châm ở đây, từ từ châm vào, sau khi hạ châm, người đếm 30, sau khi đến 30 thì rút châm. Tần Châu ừng một tiếng, rút châm, từ từ đâm xuống. Làn da của thương mai rất mỏng, cơ thể này vẫn rất trẻ, làn da trắng nõn bị nhuốm máu, đỏ ao một mang. Đầu ngón tay của thương mai chạm vào làn da, bụng cũng nhuốm máu, khi tách ra, máu trên ngón tay giống như một cây châm, chọc vào đáy mắt của Tần Châu, nàng ta cho dù không muốn thừa nhận, cũng biết thương mai là vì cứu nàng ta mới trúng tên. Nàng ta ổn định tâm thần, cầm châm đâm vào nàng ta nhất định phải cứu hạ thương mai, nếu không, hạ thương mai chết rồi, cả đời này của nàng ta đều không trả nổi phần nhân tình này. Sau khi hạ châm, nàng ta bắt đầu đếm đến 30 ở trong lòng, một cái không dám nhiều, một cái không dám ít, sau khi đem xong thì rút châm. Về sau bắt đầu hạ châm vào huyệt khí hố, sau khi hạ châm, vẫn lặng lẽ đêm 30, rút châm. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của thương mai, nàng ta lại tiếp tục hạ ba châm, nhưng ba châm này, Thương Mai nói không rút châm, để phong bể huyệt. Tần Châu nhìn chỗ đầu tên đâm vào, cuối cùng máu cầm lại được rồi. Nàng ta thở phào, nhưng sau đó mắt lại đanh lại, máu cầm được rồi, đến đoạn rút tên rồi. Nàng ta ở trên chiến trường từng trúng tên, biết sự đau đớn khi rút tên cảm thấy khó chịu như này. Hạ Thương Mai nhìn yếu ớt, cô có thể chịu đựng được loại đau đớn này không? Thương Mai dường như nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta khẽ nói rút tên đi hiện nay cầm được máu rút tên là lúc tốt nhất máu là không thể lập tức trào ra sau khi rút tên nửa canh giờ sau mới rút châm lúc đó bởi vì vết thương đã được xử lý rồi hơn nữa bằng bỏ lại máu sẽ không lập tức trào ra tần châu cầm mũi tên lại có hơi không xuống tay được thương mai đã không có sức đi cổ vũ nàng ta nữa hai mắt tối đen cô suy yếu nắm tay của tấn châu nói một câu mau nếu không ta sẽ chết một chữ chết này đã kích thích tần châu nàng ta cầm thân mũi tên vận khí thương mai chỉ cảm thấy một trận đau nhói lan khắp toàn thân đau đớn toàn thân gần như sắp nổ tung rồi trước mắt cô tối sầm ngất đi lần hôn mê này không biết trôi qua bao lâu khi tỉnh lại cảm thấy lạnh lẽo không thôi vết thương vẫn rất đau nhưng loại đau này so sánh với cơn đau khi vừa mới rút tên thật sự không tính là gì tần châu ngồi ở bên cạnh cô vun đống lửa ánh lửa ấm áp Thương Mai lại vẫn là toàn thân run rẩy. Cảm thấy như thế nào? Tần Châu thấy cô tỉnh lại, vội hỏi. Đỡ hơn một chút, Thương Mai nói. Tần Châu mặc một chiếc áo mỏng tang, trước đó khi ở ngoài ngự thủ viên đã cởi áo ngoài xẻ rách để bằng bỏ cho cô, hiện nay lại cởi áo gầm bên trong đắp trên người cô. Ánh lửa phản chiều lên mặt của nàng ta, đáy mắt của nàng ta có sự lo lắng và bất an sâu sắc, khỏe miệng Thương Mai xuất hiện nụ cười trắng nhợt, có chưa từng thấy Tần Châu như này. Tần Châu thấy cô mím cười, sướng sờ, người cười cái gì? Thương Mai không có sức trả lời, chỉ là khẽ lắc đầu, lông mày nhíu lại, bộ dạng giống như rất đau khổ. Tần Châu thấy vậy, vội nói, người đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến vết thương ưm. Thương Mai đáp một câu, lại hỏi, nơi này là chỗ nào? Tần Châu nói, nơi này là sơn cốc dưới núi Lang Vĩ, sáng mai sẽ có người tìm tới. Thương Mai không ngờ vậy mà về đến núi Lang Vĩ trái tim của Tần Châu thật đủ lớn, một đường này tròng trành trở về, không sợ cô chết sao. Tần Châu hình như nhìn ra tâm tư của cô, nói, trên đường trở về, người đã hôn mê, ta liền điểm huyệt của người trước khi ta giải huyết, mạng của người sẽ không xảy ra vấn đề. Thương Mai mệt mỏi ứng một tiếng, điểm huyết và hạ châm đâm vào huyệt vị không giống nhau, điểm huyệt là dùng nội lực, lực đạo rất lớn, điểm huyệt không thể phong bế huyệt vị quá lâu, châm cứu lại khác, bởi vì lực đạo từ từ, còn lưu thông máu, cho nên có thể tăng khả năng chịu đựng của tim. Thương Mai nhắm mắt lại, lúc này cô vô cùng nhớ lão thất. Khẽ thở dài, hắn nếu biết mình bị thương, sợ là lo muốn chết rồi. Nghĩ tới dáng vẻ hắn dẫm chân nhíu mày nôn nóng lại đau lòng thương tiếc, thương mại vẫn là không nhịn được mà muốn cười. Nhu Giao nhất định nói không đúng, lão thất thiết nghĩ là yêu cô. Hạ thương mai, người không sao chứ, tần châu thấy cô cười mãi, ngược lại hoảng rồi thương mai mở mắt ra bộ dạng quan tâm lo lắng đó của tần châu chiếu vào trong mắt cô cô nói ta không sao chỉ là nghĩ đến lời của nhu giao nói nàng ta nói cái gì khiến người buồn cười như thế tần châu biết cô rất đau nhưng nếu như lời nhu giao nói có thể khiến cô cười ít nhất khiến nàng ta thả lỏng bám vào lời của cô mà nói rất muốn di rời sự chú ý của cô thương mại nhìn nàng ta nàng ta nói người thích vương ra nhà ta l sắc mặt tần châu tối sầm nghiến răng nghiến lợi nói, trở về bản tưởng xẻ miệng của nàng ta ra. Thương Mai bật cười, đột nhiên yên tâm, nhu dao nói sai rồi, người không có thích lão thất. Bớt đi kình địch này, Thương Mai thật sự vui vẻ, bởi vì Tần Châu thật sự quá xuất sắc rồi, tuy không phải là rất đẹp, nhưng tự có một cỗ phong thái anh khí thu hút người khác, mắt đen tóc đen, làn da khỏe mạnh, hành động linh hoạt, khí thể ngút ngàn, cô nếu như là nam tử, đại khái cũng sẽ thích nữ tử anh khí như này chương 612, bàn tướng muốn làm hoàng đế. Bầu trời xuất hiện ánh sáng, sắc trời dần dần trở nên sáng tỏ. Thương mai có người lại, khẽ nói, Tần Châu, người mặc áo lên đi, lạnh. Tần Châu lắc đầu, bản tướng không lạnh, người lạnh sao? Nói rồi, nàng ta thuận tay thêm củi, lại di chuyển đóng lửa đến bên cạnh thương mai, sợ lửa bắn tới thương mai, đưa tay ra chặn. Thương mai lại mỉm cười, không ngờ người còn biết chu đáo đến vậy tần châu liếc nhìn cô ở trong lòng người bản tưởng là một người như thế nào thương mai suy nghĩ một lát cố gắng suy nghĩ tận lực đi khống chế đau đớn truyền tới từ vết thương sau đó cô nói tớ nhớ trong chuồng sau tướng phủ của chúng ta có nuôi một con lừa cô nói rồi liền bật cười nghiêng đầu nhìn tần châu vì mệt mỏi và đau đớn do vết thương mà ảnh mắt trở nên mê ly ta mỗi một lần bảo con lừa đó đi về phía đông nó liền đi về phía tây người ta nói lửa đều là kẻ cứng đầu tần châu không hiểu ý ẩn dụ có hơi không hải mà hỏi bàn tưởng là hỏi người ở trong lòng của người bản tưởng là người như thế nào người lỗi con lừa ra làm cái gì thương mai không ngờ nàng ta vui tính như vậy cười càng vui vẻ hơn nhưng vui đến sinh buồn giàu cười đến mức đau đớn khi chạm vào vết thương cô nghiến răng hít thở sao thế vết thương đau sao lông mày của tần châu nhíu lại khoanh chân lại vận khí đem tay dân vào gần vết thương của cô Thương Mai từng xem không ít bộ phim võ hiệp trước kia cứ cảm thấy chuyện thúc đẩy lưu thông máu rất buồn cười, nhưng bây giờ cảm thấy một luồng điện ấm áp từ từ lan truyền ở chỗ bị thương, quanh quần tử chi, mới biết đây là sự thật. Đau đớn từ từ giảm đi, Thương Mai nhìn Tần Châu, thấy chán của nàng ta chảy ra mồ hôi hột li ti, liền biết vận khí như này vẫn là rất tổn hại nguyên khí của nàng ta, liền nói ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, mau dừng lại Tần Châu rút tay về, nàng ta chỉ là muốn khiến Thương Mai đỡ hơn một chút trung quy là phải giữ lại nguyên khí, bởi vì, bây giờ hoàn cảnh của các nàng văn là tương đối nguy hiểm, nếu tào tập có thể hạ sát thủ với các nàng, chứng minh hoàng thượng và tào hậu đã động sát cơ với nàng ta. Tính cách của tào hậu, luôn là diệt cỏ diệt tận gốc, đặc biệt, tào tập chết rồi, bà ta càng sẽ không tha cho mình. Nghĩ đến cái chết của tào tập, Tần Châu vẫn là không nhịn được dùng mình, phía bắc của Bắc Mạc là có rất nhiều sa mạc, sa mạc có rắn độc, cho nên người của Bắc Mạc không xa lạ với rắn độc, rắn độc sẽ cắn người, nhưng nàng ta chưa từng thấy rắn độc sẽ ăn thịt người. Ngược lại ở phía nam từng thấy một loại chăn khổng lồ biết quấn người, sau khi quấn chết thì liền nuốt vào. Rắn không thể nhai, bọn chúng vậy mà cắn xé thịt người, lúc đó tình cảnh nguy cấp, nàng ta không có nhìn kỹ, nhưng một màn nhìn thoáng qua đó, vẫn in sâu ở trong đầu. Đương nhiên, nàng ta càng thấy kỳ lạ là vô duyên vô có tại sao lại xuất hiện nhiều rắn độc như vậy. Hơn nữa, đều chỉ công kích người của tàu tập, không có công kích thương mai và nàng ta. Tần Châu không khỏi đưa mắt nhìn sợi dây xeo quần trên cổ tay của thương mai, thần sắc cũng trở nên rất cổ quái, hạ thương mai, sợi dây này của ngươi, xấu xí như vậy, nhưng lại giống như có sinh mạng, chẳng lẽ là quái vật gì đó. Tần Châu vừa hỏi ra câu này, bản thân đều cảm thấy ngu ngốc, nàng ta không tin thứ này, nhưng hiện nay trừ giải thích này ra, thật sự không tìm được lời giải thích hợp lý khác. Thương Mai nói, nói thật, ta cũng không biết, Tần Châu chỉ cho rằng cô không muốn trả lời, ngược lại toàn thân trên dưới hạ thương mai này đều tràn ngập sự thần bí, nàng ta muốn hiểu sâu cũng không hiểu sâu được. Thương mai nhìn thần sắc của nàng ta, liền biết nàng ta không tin, vốn cũng không muốn giải thích, nhưng hai người tốt xấu gì cũng trải qua một trận sinh tử, coi như là sinh tử chỉ giao rồi. Cho nên, cô nói, ta thật sự không biết, sợi dây này tên sợi dây xeo, tại sao gọi là sợi dây sẹo? Bởi vì quanh nó đều là vết sẹo, là Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu cho ta, ta mới đầu chỉ biết nó là chiếc roi, còn nó tại sao có thể tự động tác chiến, điểm này Thái Hoàng Thái Hậu không có giải thích. Tần Châu nghe nói là đổ Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu cho, cũng không thấy lạ nữa, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu đó toàn thân trên dưới đều rất kỳ lạ. Nàng ta nhớ, năm đó mình vào lúc 10 tuổi, đã từng theo tổ phụ đến Đại Chu từng thấy vị Thái Hoàng Thái Hậu này. Lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu là ở Từ An cung tiếp đón bọn họ, khi vào điện Thái Hoàng Thái Hậu liền dựa vào ghế, thân sắc rất là biếng nhác, có một cô cô đứng bên cạnh bà ta, nhớ là tên A xà cô cô xinh đẹp, nhưng rất hung ác, tổ phụ lúc đó không biết đã nói sai câu gì, Thái Hoàng Thái Hậu không để bụng, ngược lại A xà cô cô thay đổi sắc mặt mắng người, tổ phụ cũng không dám phản bác, để mặc bà ta mắng. Lúc đó nàng ta cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng qua chỉ là một nô tỳ bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, sao dám hỗn láo như vậy. Hơn nữa tổ phụ tại sao lại sợ bà ta như vậy? lúc tiệc tối diễn ra, tổ phụ kính rượu, nàng ta tuổi tác còn nhỏ, vậy mà cũng cầm ly rượu đi cung Thái Hoàng Thái Hậu. Vẫn nhớ có tia kinh ngạc trong đáy mắt Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó đánh giá kỹ nàng ta, kéo nàng ta đến trước người, còn điểm vào nghi tâm của nàng ta, nói, nữ nhi sinh ra trong nhà tưởng, ngày sau sẽ có cơ đồ, chỉ là lệ khí quá nặng, ai ra giúp người quét đi, hy vọng người có thể giữ vững bản tâm. Nàng ta nhớ Thái Hoàng Thái Hậu này, là vì cái điểm đó ở mi tâm của nàng ta, đau đớn khiến nàng ta gần như bật khóc hơn nữa khi thái hoàng thái hậu nói câu nói này ngữ khí tuy nhẹ nhàng đáy mắt lại rất lăng lệ nàng ta nhớ ánh mắt đó của bà ta cứ cảm thấy sợ hãi thái hoàng thái hậu rất lợi hại tần châu nói một câu thương mai kinh ngạc người từng gặp thái hoàng thái hậu sao từng gặp hồi niên thiếu có từng gặp một lần tần châu cũng không che giấu nói ra sự tình năm đó gặp mặt thái hoàng thái hậu cho cô sau đó nàng ta lại nói với Thương Mai, sau khi trở về Bắc Mạc, bản tướng đem chuyện này nói cho Thái Nãi Nãi, Thái Nãi Nãi lại rất tức giận, liên tiếp mấy ngày không thèm để ý đến bản tướng, sau đó, bà ấy đột nhiên lại truyền bản tướng đến, bảo bản tướng đọc bình thư, luyện võ, còn gian dạy bản tướng. Lời của Tần Châu đột nhiên khựng lại, bản thân nàng ta cũng sừng ra. Thương Mai đang nghe nhập tâm, thấy nàng ta đột nhiên dừng lại, thần sắc có vẻ ngạc nhiên, hỏi, sao thế? bà ấy dặn dạy người cái gì có vài ký ức xuyên qua thời gian và không gian trực tiếp xuyên qua đầu của tần châu tần châu sửng sốt không nói ra lời năm đó thái nãi nãi nói bất luận người ngày sai là tướng quân là hầu tước hay là hoàng đế người đều bắt buộc phải nhớ giữ vững bản tâm là bản tâm của người bắt buộc phải xây dựng ở trên người của bách tính lấy sự an cư lạc nghiệp của bách tính làm mục tiêu tần châu lắc đầu không thể nào năm đó thái hoàng thái hậu làm sao lại nhìn xa như vậy sao lại biết chuyện ta muốn làm hiện nay chứ làm sao thế thương mại thấy nàng ta lầm bầm thất thần càng cảm thấy kỳ lạ tấn châu đột nhiên nhìn thương mai hạ thương mai từ cổ chỉ kim chắc chưa từng có nữ hoàng đế bản tưởng nếu như muốn làm hoàng đế người có cảm thấy rất hoang đường không thương mại xứng ra nàng ta tại sai lại đột nhiên hỏi như thế trước giờ cô hiểu suy nghĩ của tần châu tuy lật đổ hoàng đế nhưng nàng ta chưa từng nghĩ muốn bản thân làm hoàng đế hơn nữa nghe nói nàng ta phân phó A à cảnh lệnh người đến đại chủ đón sở Nguyệt Vương ra trở về. Chuyện này, lão thất đã gửi thư tới hoàng đế đại chu, bảo hoàng để làm được rồi. Sao bây giờ, nàng ta lại muốn làm hoàng đế chứ? Lẽ nào là bởi vì nàng ta nhớ đến một câu ngày sau sẽ có cơ đồ mà Thái Hoàng Thái Hậu đã từng nói? chương 613, nữ tử thì nhất định phải gả đi sao? Tần Châu thấy cô trầm mặc, tưởng cô cảm thấy mình hoang đường thì lạnh lùng nói quả nhiên là cái nhìn thế tục bản tưởng còn tưởng người và những người khác không giống nhau thương mai xua xua tay không người hiểu lầm rồi ta không phải là có ý này trên thực tế ta hy vọng người làm hoàng đế lời này tuy nghe đại nghịch bất đạo nhưng bách tính của bắc mạc cần hiền quân suy nghĩ của tần châu thật ta chỉ vụt qua chỉ là lúc đó đột nhiên có loại xúc động này nàng ta hy vọng Sở Nguyệt Vương gia có thể là loại người mà nàng ta hy vọng, trở thành hiền quân mà bách tính mong muốn, cũng không gánh tội danh mưu phản như nàng ta ngày hôm nay. Thương Mai không biết suy nghĩ trong lòng nàng ta, thấy nàng ta tiếp tục trầm mặc, tưởng nàng ta không tin lời của mình, nói tiếp thật ra người nói từ xưa đến nay, chưa có nữ hoàng đế, là sai, ít nhất ta biết có một triều đạt từng xuất hiện nữ hoàng đế. Không có, Tần Châu thông thuộc lịch sử, biết Thương Mai là lừa nàng ta có, Tần Châu, thế giới này rất lớn, nơi người từng đi, thậm chí không bằng một phần nhìn của thế giới này. Ngoài Đại Chu, Đại Lương, Bắc Mạc Gia, còn có rất nhiều quốc gia, đại dương xa xôi, một đường đi, có mấy trăm quốc gia là nơi chúng ta trước mắt không thể đi tới. Nơi đó, một chế độ quốc gia mà chúng ta không thể chạm tới, tên là Đại Đường, đã có một vị tắc thiên đại đế, nàng là nữ tử. Thương Mai đã có tinh thần hơn, đau đớn đã dịu đi, liền từ từ kể lại câu chuyện của võ tắc thiên. Tần Châu nghe câu chuyện của Võ Tắc Thiên, tâm thần dâng lên, một nữ tử, trở thành hoàng đế còn có thể xây công lập nghiệp giống với nam tử sao? Phải, ít nhất, Tắc Thiên hoàng đế trong lúc tại vị, có nhiều thành tựu chính trị, có nhiều hoàng đế cũng không sánh với nàng. Tần Châu thở dài thường thượt, nếu như bản tưởng có thể nhìn thấy vị Tắc Thiên hoàng đế này thì quá tốt rồi, người nói xem, nàng đã có thành tựu chính trị gì? Thương Mai nhìn ánh mắt phát sáng đó của nàng ta, không khỏi mỉm cười, cũng giải đáp, nàng đề ra chủ trương giảm thuế giảm thiếu chiến tranh giảm lao động nặng cùng duy trì sự phát triển nông nghiệp ở trong nữ thế kỷ chấp chính sự phát triển kinh tế của đại đường trở nên rất nhanh năng suất rất cao giảm thuế giảm thiếu chiến tranh giảm lao động nặng tần châu lẩm bẩm nói nam từ của đại chu đều đi đánh trận rồi cho nên không thể đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bắc mạc thời gian dài không đủ lương thực cần vay lương thực mua lương thực về nước bên cạnh năm nào như vậy cứ vậy cho nên mọi người đều cho rằng chỉ có xâm chiến nước khác, như thế sẽ không cần tiếp tục vay lương thực trả lương thực nữa, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều là của bác mạc rồi. Bỏ đi, Tần Châu đột nhiên xua tay, bản tướng chỉ là thuận miệng nói thôi, bản tướng không muốn làm hoàng đế thương mai không nói chuyện, nhưng cô biết Tần Châu nhất định sẽ tranh đoạt đế vị. Bởi vì nàng ta có dã tâm này, Tần Châu đại tướng quân chính chiến nhiều năm như vậy, ở Bắc Mạc có thế lực chỉ cao vô thượng, đủ sức để chống lại hoàng đế hiện nay, nếu không phải là lòng sớm có ý phản bội hoàng đế, sao lại bị vài ba cầu thuyết phục của cô mà lập tức đối kháng với hoàng đế tạo hậu chu. Hoàng đế không cứu nạn, thiêu chết người bị nhiễm bệnh, liền cho nàng ta một cái cớ, một cái cớ thuyết phục bản thân thuyết phục người trong thiên ha. Đương nhiên, cô ta cũng rất tức giận chuyện này, cũng bởi vì như thế, thương mai càng cho rằng nàng ta sẽ làm hoàng đế, bởi vì nàng ta trừ có dã tâm ra còn có bách tính. Thương mai chắc chắn, hiện nay nàng ta có ý nghĩ này, ý nghĩ này liền sẽ gieo trồng điên cuồng sinh sôi. Nhiều năm sau, Tần Châu ngồi trên miếu đường cao cao đó, nhớ lại cuộc nói chuyện ở nơi hoang dã với thương mai ngày hôm nay, nàng ta đều sẽ lộ ra nụ cười khẽ, sau đó khẽ nói, giảm thuế, giảm thiểu chiến tranh, giảm lao động nặng, chấm thật sự làm được rồi, cũng không uổng sự vất và tính toán ngày xưa. Nàng ta mỗi lần nhớ lại nữ tử kiên cường trong chẻo này, nhớ đến ở trong ngọn núi hoang dã, đã từng bàn về Giang Sơn với nàng ta chỉ là hiện nay tấn châu vẫn chưa thể rút bỏ gánh nặng thần tử nàng ta vẫn là nghiêng về việc phò tá sở nguyệt vương ra đăng cơ chỉ là nàng ta có lẽ cũng không ngờ thế sự vận biển sở nguyệt vương ra đó cuối cùng là không có phúc phận dựa theo kế hoạch mà nàng ta dự tính lên làm hoàng đế ngược lại sở nguyệt vương ra sẽ trở thành bậc thang đưa nàng ta thượng vị nàng ta cũng cảm niệm về hắn ta đó đã là một câu chuyện khác rồi lúc này không nói lời vô ích nữa sắc trời dần dần sáng tần châu không có dập lửa bởi vì trong núi vẫn có hơi lạnh cây cối rậm rạp cho dù thấy mặt trời đã lên lại không thể ánh nắng chiếu xuống tần châu nói chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này trở về núi lang vĩ người được không thương mai đã không có quá đau nữa cũng biết ở đây không phải kể lâu dài bèn nói ta không sao đi thôi tần châu dỡ cô dậy vết thương của thương mại tuy không có đau như trước nhưng thế lực đã can kiệt đâu thể đi đường được Cả cơ thể đều dựa vào người của Tân Châu, để mặc nàng ta đỡ cô đi đến trước con ngựa. Tân Châu đỡ cô, mái tóc rối loạn của cô lướt qua mặt nàng ta, có mùi hương của hoa cỏ, chọc vào khiến mặt của nàng ta hơi ngứa. Thương Mai nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ của nàng ta, sững ra, làm sao thế? Tân Châu cười khổ, không có. Nàng ta cũng không biết mình rốt cuộc bị làm sao rồi, từ lúc gặp được Hạ Thương Mai, mọi thứ đều trở nên rất kỳ quái. Tần Châu trước tiên đỡ Thương Mai lên ngựa, sau đó mới lật người nhảy lên. Trước đó Thương Mai thần chỉ không tỉnh táo, vết thương cử chảy máu, cho nên nàng ta cả đường ôm lấy cô, nhưng hiện nay Thương Mai đã tỉnh táo, nàng ta ngược lại có hơi không biết làm sao. Thương Mai thấy nàng ta lên ngựa rồi cũng không có cưỡi ngựa rời đi, liền nói: "Làm sao thế?" Tần Châu hơi nhích về sau, nhưng cơ thể của Thương Mai cũng nhích về sau theo, bởi vì cô căn bản không thể tự mình ngồi được. Sức năng trên người đều bắt buộc đè lên người của Tần Châu. Thương Mai thấy nàng ta nhích về sau, liền biết nàng ta không quen tiếp xúc với người khác, không kìm được nói, người và lão thất thật sự rất giống nhau, chàng trước kia cũng không quen tiếp xúc với người khác, khi ta vừa ở bên chàng, chạm nhẹ chàng đều phản cảm. Tần Châu nhàn nhạt nói, vậy sao? Thương Mai mỉm cười không tìm không phổi, không phải sao? Không dễ dàng mới dậy được cách thân thiết như hiện nay, người cũng nên cười nhiều vào người cười lên trông rất đẹp. Đẹp, Tần Châu cười lạnh một tiếng, bàn tưởng không cần đẹp. Lại tức giận rồi sao? Người sao lại dễ tức giận như vậy chứ? Thương Mai khẽ thở dài, tính cách của nữ nhân, quả nhiên là khó nắm bắt. Tần Châu giờ roi quất ngựa rời đi, con ngựa lộc cộc chạy trong núi. Trên đường, con ngựa chở hai người đi đường thì có hơi mất sức, nhưng may mắn Tần Châu cũng không cần chạy quá nhanh, để mặc con ngựa chọn đường tương đối bằng phẳng mà đi. Tần Châu một lúc lâu sau, mới buồn bực nói với Thương Mai, người không cần lo lắng bản tướng cướp mộ dung khang đi đâu, bản tướng không thích han. Thương Mai không ngờ nàng ta chủ động nói đến chuyện này, không khỏi tò mò hỏi, người đến nay chưa thành thân, là không có ai hợp mắt hay là vi nguyên nhân khác. Tần Châu lại trầm mặc, mới dùng giọng nói đẻ nén nói, người cảm thấy là nữ nhân thì phải gả đi sao? Không gả đi thì là quái vật sao? Giọng nói của nàng ta vẫn là mang theo sự bực bội rất lớn, câu nói này đã là lần thứ hai Thương Mai nghe thấy rồi. Thương Mai không biết trả lời như nào, theo cô thấy, đương nhiên không phải, trong thế giới cô ở có rất nhiều người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nhưng, ở thời đại này, nữ tử không thành thân, quả thật sẽ nhận ánh mắt kỳ thị. Chương 614, lửa lớn. Thương Mai không biết nắng ta có lý do gì không gả đi, nhưng lúc này mạng của mình còn phải dựa vào nàng ta liền an ủi mọi chuyện theo ý nguyện của mình gả đi phải gặp được một người mình thật sự thích mới sẽ khơi dậy ý muốn thành thần nếu như không gặp được tóm lại không thể tùy tiện gả đi bản tưởng cả đời này đều sẽ không thành thân tần châu lạnh lùng nói gió trong núi lướt qua mặt của tần châu trên gương mặt anh khí kiên nghị lộ vẻ lạnh nhạt eo của nàng ta rất thẳng khí chất quân nhân thấm nhuẩn trong nàng ta nàng ta đầu tiên là một quân nhân sau đó mới là một nữ nhân cái này ngược lại không cần thiết nói như vậy, người bây giờ chưa có gặp được người mình thích, sau này gặp được rồi, có lẽ sẽ thành thân. Con người đều không thể đem lời nói đến quá tuyệt. Tần Châu lại lần nữa nhấn mạnh, bản tướng sẽ không thành thân, bản tướng cả đời này đều sẽ không gặp được người khiến ta khuynh tâm, cho dù bản tướng thích người ta, người ta cũng sẽ không thích bản tướng. Thương mại sướng ra, thật ra người bây giờ có người mình thích, phải không? Đối phương không thích người sao? Người đó đã thành thân, hơn cả đời đều sẽ không thích bàn tưởng. Tần Châu lạnh lùng nói. Thương Mai khẽ thở dài, không ngờ nhi nữ son sắt như Tần Châu cũng có sự nhu tình hiệp cốt như này. Ta quen một người, ông ta luôn thủ vững một phần tình yêu, nhưng, người ông ta yêu sớm đã thành thân sinh con. Ngươi là muốn nói đến an thân vương của Đại Chu sao? Người ông ta yêu không phải chính là mẫu thân của người sao? Tần Châu cắt ngang lời của cô. Thương mại không ngờ sự tích của Lão An đã chuyển đến Bắc Mạc không khỏi mỉm cười, là ông ta, nhưng thật ra ta không quá tán thành ông ta làm như vậy, dùng cả đời để chờ đợi một mối tình vô vong. Nhưng, ông ta đợi được rồi, không phải sao, mẫu thân của người và phụ thân của người đã hòa lị, phụ thân của người cũng chết rồi, bọn họ là có thể ở bên nhau. Thương Mai đột nhiên không nói nữa, vốn đi chỉ là muốn khuyên Tân Châu, nhưng bản thân tự và miệng mình, hạ Thương Mai, tự coi mình thông minh. Hai người trầm mặc một lúc, Tân Châu điều chỉnh tư thế ngồi, chỉ dùng tay đỡ cơ thể của cô, sau đó hơi giãn khoảng cách. Hồi lâu, giọng của Tần Châu nhàn nhạt đưa tới, như làn gió mát mẻ trong núi, hạ thương mai, người cả đời này đều sẽ không hiểu trong lòng bàn tướng nghĩ cái gì. Thương mai không định chiến tranh lạnh, trong lòng sinh ra cảm xúc kỳ quái, cô suy nghĩ lại, cuối cùng chắc nịch nói, người thật sự thích lão thất im miệng. Tần Châu gắn khẽ một tiếng, lại như lôi đình đánh, dọa thương mai đến co rúm chỉ có người xem mộ dung khanh láo hồ ly đó làm bảo bối, bản tưởng còn không thèm, dù là tiêu thác đó, đều tốt hơn mộ dung khanh. Hồi lâu, thương mai lý nhí nói, không ngờ người thích tiểu thác. Tần châu nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đầy thương mai xuống ngựa. Thương mai lại nhỏ giọng nói, tiêu thác đã thành thân rồi, tính cách của loan loan cũng không được sốc. Im miệng, lông mày của tần châu nhận thành một đường. Thương mai nuốt nước bọt, tần châu này giữ lên, thật sự dọa người được ta không nói nữa tần châu vốn là đỡ cô đổi thành ôm hờ trong lòng có một loại tuyệt vọng khó tả thứ người muốn cả đời này đều sẽ không có được cho dù về sau người đăng cơ quận lâm thiên hạ tay nắm quyền sinh quyền sát nhưng thứ người muốn ông trời cũng sẽ không ban cho người bản tưởng chưa từng giống như bây giờ hận bản thân là thân nữ nhiệt nàng ta chưa chất nói thương mai biết nàng ta có tâm sự nhưng nghĩ đến tính cách hay thay đổi của nàng ta cũng không nói gì nữa hai người không có nói chuyện nữa đi khoảng nửa canh giờ tấn châu dừng ngựa người có người thấy mùi gì không tần châu đột nhiên hỏi thương mai hít một hơi sắc mặt hơi thay đổi là khỏi mùi khỏi nơi này là núi lang vĩ nếu như ngựa của tần châu trở về rồi vậy thì a cảnh hoặc linh lợi nhất định sẽ tìm tới nhưng không có núi lang vĩ này có mấy con đường thương mại bông hỏi hai đường, nơi này là đường chính, còn có một đường ở núi Xích Tự, từ núi Xích Tự có thể đi tới núi Lang Vĩ. Tần Châu cũng ý thức được điều gì đó, khẩn trương nói, người ngồi vững, nhẫn nhịn một chút, chúng ta nhanh chóng trở về. Tiếng vó ngựa vang lên ở trong núi, cộc cộc phi đi. Qua một cột mốc, xa xa nhìn thấy làn khói dày đặc trên núi Lang Vĩ. Trái tim của Thương mại gần như rừng đập, nằm chặt hai tay, đáy mắt phun lửa, không, không. Tần Châu cưỡi ngựa dừng lại đỡ thương Mai xuống. Người ở đây đợi bản tướng, bản tướng đi lên xem thử ta cùng đi với người không? Người ở đây đợi ta nhớ kỹ, không được rời đi. Tần Châu đè cánh tay của cô, ánh mắt trầm thấp, che đậy sự cuồng nộ. Sợi dây sẹo có thể bảo vệ người, người nấp ở trong bụi cây. Ta nếu như không trở về, người không được xuất hiện. Nói xong, nàng ta phi nhanh lên ngựa, cưỡi ngựa roi di. Thương Mai muốn đuổi cũng đuổi không kịp, trong lòng khẩn trương lại tức giận. Nhất định là hoàng đế phóng hỏa đốt núi rồi Tần châu phi thẳng lên núi Khi đến gần núi lang vĩ Cô từ trên lưng ngựa bay lên Ở trong trùng nhún nhảy bay lên Một lát sau bèn đến núi lang vĩ Một biển lửa Thứ đập mặt vào mắt tần châu là lửa ngọn chạy dữ dội Và thi thể bị thiêu chảy Đã không có người sống rồi Lều chạy, xong nổi Toàn bộ đều thiêu rụi ở trong biển lửa Tần châu chấm chậm đi tới Dưới chân đều là thi thể ngồn ngang thế lửa đã lan dẫn đến ngọn núi khác núi lang vĩ này thứ có thể cháy đều cháy hết giói nàng ta toàn thân đều đang run dày cơn giận tử lòng bàn chân xông thẳng lên đầu cả người nàng ta đều gần như muốn nổ tung rồi mấy ngàn mạng người đều chết ở đây rồi thi thể giải rác từ thung lũng bằng phẳng đến sườn núi của núi lang vĩ đều có có thể thấy khi chảy bọn họ đang chạy trốn nhưng không trốn thoát được thể lửa quá lớn bọn họ đều là bị thiêu sống đại tướng quân đột nhiên, bên chân truyền đến giọng nói yếu ớt. Tần Châu lập tức nhìn sang, chỉ thấy một người bị thiêu cháy đến không còn dáng vẻ ban đầu nằm thoi thóp ở trên sườn núi, thân thể cháy đen, đã không thể nhìn ra gương mặt của ông ta, nhưng ông ta còn sống, hoặc nói, còn một hơi thở. Người như nào rồi, Tần Châu muốn đỡ hắn ta dậy, nhưng cả người ông ta đều bị thiêu chảy, nàng ta không biết để tay vào đâu, chỉ có thể khẩn trương hỏi. Ta ta là trường thôn, cứu, chúng ta, triều đình phải binh mã đến đó sát. Đó sát chúng ta, đã trốn được 300 người, cứu thân dân của ta, như giao huyện chúa chết rồi, nàng ấy chết. Giọng nói của trường thôn, nhỏ đi. Tần Châu thăm dò hơi thở của ông ta, tắt thở rồi. Ông ta bị thiêu cháy thành như này, lại cầm cự một hơi thở này, chờ cứu binh tới, thân dân của ông ta còn lại 300 người, ông ta phải cứu những thôn dân này. Sở kính, ta sẽ không tha cho ngươi giọng nói của tân châu vang vọng trong ngọn núi này giọng nói bị thống cuồng nộ hét ra quyết định nàng ta luôn muốn làm lại do dự không quyết thương mai ở trong bụi cây đợi khoảng một canh giờ mới nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên nàng ta chống người dậy nhìn thấy tần châu cưỡi ngựa từ trên núi xuống chỉ có một mình nàng ta trái tim của thương mai tối sầm lại trời ạ à, thật sự xảy ra chuyện rồi người của cô đều còn ở trên núi tần châu xa xa xuống ngựa cất bước nặng nề đi toi. Trong tay nàng ta nắm chặt một miếng ngọc bội, một miếng ngọc bội đã cháy đen, đó là thứ nàng ta đã lấy từ trên một cỗ thi thể, nàng ta nhớ miếng ngọc bội này là của nhu giao huyện chúa. Mà lồng ngực của cỗ thi thể đó còn cắm một con dao. Nàng ta đi tới, tách miếng ngọc bội ra, nàng ta thậm chí không dám nhìn thương mai, không dám nhìn sự tức giận và bị thương trong đáy mắt của cô. chương 615, Người sẽ làm như nào? hô hấp của thương mai đều dừng lại đầu óc ong ong lên cô đưa tay ra bàn tay vô cùng run rẩy nhận lấy ngọc bội trong tay tần châu đó là của nhu giao đây là ngọc bội mà tổ mẫu của nhu giao cho nàng ta nàng ta luôn đem theo bên người xin lỗi bản tướng không cứu được bọn họ giọng của tần châu đè nén không rõ đáy mắt lại có cuồng nộ và đau đớn mà bản thân nàng ta đều không đè nén được trên núi lang vĩ có bộ hạ già và binh sĩ đã đi theo nàng ta nhiều năm khỏe miệng thương mai mím chặt, nước mắt lại lăn dài, cô hét lên như bị điên, vừa khóc vừa hét, vô cùng đau đớn. Trong lòng Tần Châu cũng rất khó chịu, nhìn thấy Thương Mai sụp đổ, lửa giận trong lòng nàng ta không ngừng ngưng tụ lại, nàng ta phải không ngừng hít thở sâu mới có thể duy trì lối suy nghĩ bình thường. "Người đừng khóc, còn có 300 người còn sống." Tần Châu cũng không biết an ủi như nào, nhưng trước mắt không phải là lúc bị thương, nhất định phải nhanh chóng tìm được 300 người đó, bảo vệ bọn họ chu toàn. Thương Mai nghe được còn có 300 người còn sống, lau đi nước mắt, cô từ trong tay áo rút châm ra, hạ châm ở huyệt vị gần vết thương. Trên núi tình cảnh như nào, nói cho ta biết, sắc mặt của Thương Mai trở nên u ám đáng sợ. Tần Châu khẽ nói, thiêu cháy mọi thứ, bản tướng khi tới nơi, trường thôn còn một hơi thở, ông ta nói có 300 người trốn thoát, nhu giao huyện chúa vì cứu người, chết rồi, lồng ngựa còn cắm một con dao, con dao đó không có được rút ra, có thể thấy, lúc đó người giết nàng ta rất vội đi đuổi giết người khác. Giọng của Tần Châu rất khẽ, nhưng, nghiến răng nghiền lợi, hận ý ở trong mỗi một từ giết ra. Thương Mai nhìn nàng ta, trong đôi mắt tràn ra tơ máu, mỗi một từ đều dường như đang đẻ nén vô số lần. Tần Châu, người nói cho ta biết, người sẽ làm như nào. Tần Châu thậm chí đều không nhìn được nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô và lửa giận cùng sự bị thống thiêu đốt trong mắt, nàng ta gần như không có suy nghĩ gì, mà nói, bản tướng sẽ chính tay giết Sở Kinh và Tào Tót. Sở Kính, chính là hoàng đế hiện nay của Bắc Mạc Tào Tổ là Tào Hậu. Nàng ta muốn dùng máu của đệ hậu đến bối táng cho mấy ngàn bách tính này. Thương Mai lặng lẽ nói, người nhớ lời hứa của người, người nợ ta một mạng, người nếu như không giết bọn họ, ta sẽ đòi cái mạng này với người. Tần Châu trịnh trọng nói, nói, bản tướng lấy tính mạng ra thề. Trên gương mặt trắng bệch của Thương Mai, lộ vẻ hung ác ta không tiếc tất cả tương trợ người tần châu nói được nhưng nàng ta nhìn thương mai đáy lòng lại là nói không cần người giúp đỡ người chỉ cần bình an là được hai người phân tích tuyến đường bọn họ sẽ trốn đi sau đó cưỡi ngựa đi tìm tuyến đường chống thoát chỉ có ba đường nhưng tần châu cảm thấy a cảnh còn chưa chết tuy những thi thể đó không nhận ra hình dáng nữa nhưng nàng ta cảm thấy a cảnh chắc còn sống chỉ cần a cảnh còn sống thì nhất định sẽ để lại kỳ hiệu tuyển đường cho nàng ta tìm đến, nhiều năm sinh tử, giữa bọn họ có sự hiểu ngầm. Cô một đường lên núi, đi qua núi lang Vĩ, Thương Mai nhìn thấy những thi thể ngổn ngang đó, cơ thể vô cùng run rẩy. Ngọc bội của người, là từ đâu tìm được? Thương Mai nhìn trận cháy này, mọi thứ đều bị thiêu rụi hết, không nhận ra hình dáng trước đó. Tần Châu dẫn Thương Mai đi đến trước một thi thể, đó là một cỗ thi thể đã bị cháy không ra hình dạng gì nữa nàng ta nói chính là cỗ thi thể này. Thương Mai bịch một tiếng quỳ xuống, đưa tay rút con dao trước ngực nàng ta, ném sang một bên, cô đưa tay chạm vào gương mặt của nhu dao, gương mặt đó, đầu còn là mặt. Cô hít thở sâu, cố gắng hít thở sâu, đè nén từng cơn choáng váng, trong đầu lại điên cuồng nhớ lại lời của nhu dao. Tuy ta rất tức giận kỳ vương lừa gạt chúng ta, nhưng nhìn thấy những bách tính này, nhìn thấy nỗi khổ mà bọn họ phải chịu bây giờ, ta cũng không nhắn tâm đi, ta là đại phu ta muốn mở một y quản, mỗi người đều có chuyện mình muốn làm, nếu ta không có người thích thì ta mở một y quán thương mai, bách mật quy tì hoàn của ta chỉ cần làm thành công rồi, y quán có thể thuận lợi mở rồi, người trong phủ sẽ không nghi ngờ năng lực của ta nữa, ta sắp trở thành nữ đại phu danh tiếng nhất thiên hạ của đại chu. Thương mai siết chặt nắm đấm, nước mắt không kìm được mà lăn xuống, xin lỗi, nhu sao, là ta hại ngươi, chuyện đi tới bắc mạc này, nguy hiểm trùng trùng, ta căn bản không nên dẫn người tới nhu sao, chỉ muốn cứu người, tâm tư của nàng ta đơn thuần như vậy. Nàng ta nói, nếu như nàng ta có thể sống trở về thì nàng ta sẽ mở y quán. Thương Mai dập đầu, nhu sao, ta đáp ứng người, nếu như ta có thể sống trở về, y quán này của người, nhất định có thể mở thành công, bách mật quy tì hoàn của người cũng nhất định có thể đưa ra thị trường. Đến lúc đó, người sẽ là nữ đại phu vang danh thiên hạ tần châu đỡ cô dậy, nói nơi này bản tưởng sẽ lệnh người xử lý, thi thể của huyện chúa sẽ chuyển ra, đến lúc đó phong quang đưa về đại chu bây giờ chúng ta tìm người khác trước người của người đâu tần châu người không thể điều động được người rồi sao gương mặt của thương mai có hơi vặn vẹo sự việc đã đến nước này đều không nhìn thấy người của tần châu bảy vạn người bản tướng dẫn về bản tưởng đều có thể điều động người lập tức xuống núi đi điều động người lập tức tìm bọn họ bọn họ bây giờ chắc chắn còn bị truy sát nếu không có cứu binh đến giúp cho dù bọn họ tìm được bọn họ cũng không cứu được nhưng mà, ngươi, ảnh mắt của thương mai đanh lại, ngươi không cần quản ta, lập tức đi đi. Tần Châu lắc đầu, không được, người có vết thương trên người. Ta có vết thương trên người, lại cũng có sợi dây sẹo hộ thân, người mau đi đi. Thương mai cất cao giọng, người nếu như còn không đi, bọn họ nhất định sẽ chết 300 người, còn có 300 người, những người này tuyệt đối không thể tiếp tục chịu độc thủ nữa. Tần Châu suy nghĩ một lát, nói, được, người ở dây đợi bản tường, bản tưởng lập tức xuống núi. Nói xong, nàng ta lập tức lên ngựa phóng đi. Thương Mai ở bên cạnh Nhu Giao, ngồi một lúc, cũng không có ở đó đợi Tân Châu, mà dựa vào tuyến đường mà bọn họ vừa phân tích ra, tiếp tục đi tìm. Vết thương của nàng đã dùng châm phong bế lại, có thể kiên trì được hai canh giờ, trước đó được nội lực của Tần Châu đáng ngại. ốm trợ, tạm là không có gì. Trên sườn núi, có nhiều thi thể ngồn ngang, nơi thể lửa không có đốt tới, cũng có thi thể, bọn họ bị giết chết, máu chảy đầy đất. Thương Mai đi xác nhận những người này, trùng đụng nhiều ngày như vậy, tuy nói không phải mỗi một người đều quen thuộc, nhưng những người đó đều là người cô từng gặp, mỗi ngày trùng đụng cùng nhau. Nhìn từng sinh mạng phơi phới đó hiện nay không còn hơi thờ nằm ở đây, tim của Thương Mai như bị dao dâm, cũng tức giận không thôi. Tần Châu, người tốt nhất nói được làm được. Một đường không nhìn thấy thi thể của đám người linh lợi loan loan tiểu khuyên, trái tim của Thương Mai lại không có buông lòng, bởi vì, những thi thể bị thiêu cháy đó, liệu có phải là bọn họ không? Nghĩ đến đây, Thương Mai cuối cùng không chịu nổi, ngồi ở sườn núi bật khóc thành tiếng. Nhớ tới Tiểu Khuyên và Du Mama, Loan Loan, Nhu Giao, còn có linh lợi của sau đó một đường cùng cô, từng hình ảnh trước đây vụt qua trong tim, cô là thật sự đứt từng khúc ruột. Biết hiện nay không phải là lúc thương tâm, nhưng đâu thể nhịn được. Trong ngọn núi im ắng này, sự im ắng chết chóc, mấy nghìn vong hồn luẩn quần trên đỉnh đầu của cô, người cô tận tâm tận lực đi chữa trị, mỗi ngày đều nghĩ, đêm đêm miệt mài nghiên cứu phương thuốc, chỉ là muốn cứu tính mạng của bọn họ, giờ không dễ gì, phương thuốc có rồi, lại bị một ngọn lửa của sở kính, toàn bộ hủy hết rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 41